Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 147. Trưởng lão kia nhìn anh, nói trưởng lão Cửu nói, tư chất của cậu chắc chắn không kém Lương Ngọc năm đó, hoàn toàn có tư cách tiến vào đỉnh Cô Tú. Ngô Bình, một khi tôi tiến vào đỉnh Cô Tú, e rằng sẽ có rất nhiều người khó chịu với tôi. Vân Thường cười nói, đúng vậy, dù sao ngay cả đệ tử tinh anh cũng không dám tiến vào đây. Sư huynh đi vào, chứng tỏ anh có tư cách hơn so với bọn họ. Ngô Bình thở dài, xem ra anh phải nỗ lực tu luyện rồi, nếu không sẽ dễ bị người khác đánh thôi. Trưởng lão kia cười ha ha, thành tích kiểm tra của anh đủ chứng minh rồi, anh là đệ tử cực kỳ thiên tài. Cố gắng đi, sẽ có một ngày, anh chắc chắn sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của trưởng lão Cửu, trở thành niềm kiêu hãnh của Huyền Minh giáo. Ngô Bình, trưởng lão quá khen. Mấy người đến lưng chừng núi, chỉ thấy một căn nhà lớn ở phía trước, bên trong có phong cảnh rất hùng vĩ, có hơn 100 phòng. Đi vào sân viện, 36 đệ tử tạp dịch cung kính chào đón. Trưởng lão nói, đây là những người mà trưởng lão Cửu đích thân chọn cho anh, 16 nam, 20 nữ. Bái kiến công tử, nhóm người đồng loạt bái lạy. Ngô Bình gật đầu, sau đó lại nhìn xung quanh, phát hiện có đầy đủ mọi thứ, xa hoa hơn nơi ở trước đây của anh nhiều. Trưởng lão kia nói, trưởng lão Cửu nói, Vân Thường và anh rất gần gũi, sau này có để cô ấy làm quản gia ở đây, đồng thời sẽ thăng cấp thân phận đệ tử chân truyền của cô ấy thành nhị đẳng. Vân Thường nghe thấy thì vui mừng, đa tạ trưởng lão Cửu dẫn dắt. Người này cười ha ha, được rồi, chuyện cần làm tôi cũng làm cả rồi. Mọi người sai người dọn đồ đạc đến đi, có gì cần thì cứ nói với mấy người hầu kia, bọn họ sẽ báo cho tôi sắp xếp. Ngô Bình, làm phiền rồi. Trưởng lão này rời đi, Vân Thường liền đưa người đến sân viện lúc trước ở để dọn đồ. Ngô Bình chọn một viện yên tĩnh, tiếp tục mở địa khiếu. 72 địa khiếu, anh đã mở được 12, thời gian sắp tới. Anh dồn hết sức vào việc mở địa khiếu. Ngày qua ngày, Cửu Quang Thái lại không hề đến tìm Ngô Bình, anh cũng tập trung tu luyện. 7 ngày sau, Ngô Bình đã khai thông được địa khiếu thứ 72. Sau khi địa khiếu cuối cùng được khai thông, 72 loại linh khí hợp nhất làm một, hóa thành một luồng linh khí đặc biệt. Luồng linh khí này đi đến đâu thì thân thể anh trở nên trong suốt đến đó. Linh khí cứ vận chuyển được một tuần thì thể chất Ngô Bình lại tăng lên một phần. Cứ như vậy, anh cứ ngồi yên bất động, tu luyện 3 ngày. Hôm nay, anh cảm thấy thân thể gần như đã đạt đến trạng thái viên mãn, vì vậy đẩy cửa đi ra. Bên ngoài cửa có một cây tùng cổ, Vân Thường đang ngồi dưới tán cây. Nhìn thấy Ngô Bình đi ra, cô ấy vội đứng dậy, vui mừng nói, sư huynh, cuối cùng anh cũng ra rồi. Ngô Bình ừ một tiếng. Hỏi, mấy ngày nay, bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Vân Thường, mọi thứ vẫn bình thường, trái lại mấy vị đồ đệ của trưởng lão Liễu lại đến thăm hỏi sư huynh, đều bị tôi đuổi đi hết rồi. Ngô Bình, không sao là tốt rồi. Vân Thường, đúng rồi, hôm qua trưởng lão Cửu có đến một lần, nghe nói sư huynh đang bế quan thì ông ấy không dám làm phiền. Sai đó để lại một chiếc nhẫn chứa đồ, nói bên trong có một vài tài nguyên tu luyện đưa cho sư huynh. Ngô Bình nhận lấy chiến nhẫn, phát hiện không gian bên trong rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều đồ vật lợi hại. Bao gồm 1.000.000 tinh tệ, cùng với một vào đan dược thường dùng. Đúng lúc tôi đang thiếu cái này. Sau đó anh hỏi, vẫn chưa chính thức bái sư, bây giờ có phải nên đi thăm ông ấy không? Vân Thường, tôi nghe nói chuyện có bất chắc, có trưởng lão khác muốn nhận sư huynh làm đồ đệ, trưởng lão Cửu vì vậy mà nổi giận, hai bên náo loạn không tưởng nổi. Ngô Bình ngây người, còn có người khác muốn nhận tôi làm đồ đệ. Vân Thường, đương nhiên rồi. Sư huynh hiện tại là miếng bánh thơm, rất nhiều trưởng lão đều muốn nhận sư huynh là đồ đệ đấy. Ngô Bình, không phải lúc trước cô nói, thiên tài hay không thiên tài ở Huyền Minh giáo không quan trọng sao? Vân Thường cười nói, nếu là thiên tài bình thường, thì quả thực không có gì. Nhưng sư huynh là thiên tài siêu cấp, đương nhiên bọn họ đều muốn nhận vào môn hạ rồi. Đúng rồi, có thể còn liên quan đến chuyện khác. Ngô Bình, chuyện gì? Vân Thường, cuộc tranh tài lớn 10 năm một lần của Huyền Minh giáo sắp bắt đầu, 3 người đứng đầu trong cuộc thi sẽ được thưởng lớn. Đương nhiên đây chỉ là ngoài mặt, bên trong, nghe nói các trưởng lão cũng đang tranh đoạt tài nguyên Huyền Minh giáo.
Đệ tử của ai có thể vào được ba người đứng đầu thì người đó có thể đoạt được rất nhiều tài nguyên tốt nhất. Ngô Bình, thì ra là vậy, vậy trưởng lão Cửu nhận tôi làm đồ đệ là lựa chọn sáng suốt. Vân Thường, sư huynh, nếu không có gì bất ngờ, thì cuối cùng anh vẫn phải nhận Cửu Quang Thái làm sư phụ. Ngô Bình, mặc kệ là nhận ai làm sư phụ, đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt. Ngay lúc này, mấy người hầu đi vào, trên người bọn họ đều có vết thương, một người trong đó mặt cũng sưng vù. Vân Thường nhíu mày, hỏi, có chuyện gì vậy? Một người hầu nam trong đó bật khóc, công tử, quản gia Vân, lúc chúng tôi xuống núi thì gặp mấy đệ tử tạp dịch, bọn họ nói mấy lời sỉ nhục công tử, chúng tôi đáp lại vài câu, kết quả bọn họ tiến lên đánh mấy người chúng tôi. Chúng tôi không phải đối thủ nên bị lép vế. Vân Thường tức giận nói, thứ vô dụng, các người cũng là đệ tử tạp dịch, sao lại không đánh được người ta chứ? Mấy người họ xấu hổ, đều cúi thấp đầu. Ngô Bình liếc nhìn, phát hiện mấy người này đều là tôi thể cấp 3 hoặc cấp 4. Anh lạnh nhạt nói, không đánh lại người ta, vậy thì đáng đời. Kể từ bây giờ, tôi sẽ dạy mọi người một vài công pháp phòng thân, không luyện đến nơi đến chốn thì không được xuống núi. Sau đó, anh gọi toàn bộ tạp dịch vào viện, truyền dạy cho bọn họ một vài chiêu thức luyện hình. Tuy nói đánh không lại thì bị đánh là đáng đời, nhưng anh cũng biết đây là do có người nhắm vào anh. Vì vậy sau khi dạy cho mấy bộ quyền pháp thì anh một mình xuống núi. Quả nhiên, anh đi đến dưới núi, có mấy người canh chừng bên ngoài núi, đang cười đùa hi hi ha ha ở đó. Ngô Bình đi đến, bọn họ lập tức ngừng cười, liếc nhìn anh. Khi Ngô Bình đến gần, một người trong đó bỗng khạc đờm xuống đất, mắng chửi, hừ, nghĩ bản thân mình là gì mà dám ở đỉnh Cô Tú chứ. Ngô Bình nhìn người này, cười hỏi, anh nói tôi sao? Không sai, ông đây nói là anh đấy. Ngô Bình chỉ vào đờm dưới đất, lạnh nhạt nói, bây giờ tôi là chủ nhân của đỉnh Cô Tú, anh ở trước cửa chỗ tôi khạc nhổ, tôi có quyền trừng phạt anh. Đối phương cười lạnh, trừng phạt tôi, dựa vào đồ phế vật cảnh giới tôi thể như anh sao? Thì ra, tên tạp dịch trước mặt này cũng không hề đơn giản, tu vi anh ta đã đạt đến cảnh giới luyện khí, thực lực không hề yếu. Anh ta còn chưa nói xong. Ngô Bình đã đá một cước vào thân dưới anh ta, động tác rất nhanh, ngay cả cơ hội để người này phản ứng cũng không có, ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn cực kỳ. Ngô Bình đè đầu anh ta xuống bãi đầm kia, nói, nhổ ra thể nào, thì nuốt vào như vậy. Nói rồi, anh vỗ vào lưng đối phương, miệng người này hút vào, thực sự là hút ngược đàm vào lại. Bản thân anh ta cảm thấy ghê tởm, khom người dưới đất muốn nhổ ra, nhưng lại không thể. Ngô Bình cười lạnh, nói, là ai bảo các anh đến đây? Người kia vẫn còn cứng cổ nói, không ai sai bảo, là ông đây tự đến. Ngô Bình gật đầu, xương cốt anh cứng nhỉ, tôi thành toàn cho anh. Nói rồi, anh đánh một chưởng vào lưng anh ta, linh lực tiến vào cơ thể, tu vi người này bị phế bỏ. Anh ta thê thảm thét lên, cả người cứng đờ, thất khiếu không ngừng chảy máu. Qua nửa phút, anh ta cảm thấy cả người không còn sức lực, còn không bằng người bình thường. Anh ta vừa sợ vừa tức, anh làm gì tôi rồi? Ngô Bình thản nhiên nói, vừa nãy tôi đã phế tu vi của anh, sau này anh chính là một tên phế vật. Người này vừa nghe lập tức khóc giống lên, anh đúng là ác độc. Tu vi của tôi. Sau đó, anh ta lại nhìn mấy người khác, xương các anh cũng cứng hệt như anh ta à. Mấy người còn lại sợ đến mức da đầu tê dần, đều lắc đầu. Một người trong đó lập tức nói, là đệ tử chân truyền cấp 1 Mã Ngoan bảo chúng tôi đến. Chân truyền cấp 1, Mã Ngoan. Ngô Bình âm thầm ghi nhớ cái tên này, lạnh lùng nói, cút đi. Còn để tôi thấy các anh lần nữa thì toàn bộ sẽ mất sạch tu vi. Mấy người này vội dìu người bị phế kia rồi rời đi, không lâu sau đã chạy đi xa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình như có suy nghĩ. Chuyện lúc trước anh lo lắng là đúng, rất nhiều người không vui khi anh vào đỉnh Cô Tú. Thực lực hiện tại của mình, không cần phải sợ hãi với cấp dưới thần thông. Nhưng đệ tử tinh anh đều là cao thủ cảnh giới thần thông, mình nhất định phải mau chóng cảnh giới luyện khí mới được. Anh có lòng tin, một khi bước vào luyện khí cảnh thì có thể đối đầu với cao thủ cảnh giới thần thông. Dạo dưới núi một vòng, anh lại quay về sân viện, nói với Vân Thường,
anh chuẩn bị đến rừng rậm sương mù độc một chuyến. Vân Thường, sư huynh, sao đột nhiên lại muốn đến rừng sương mù độc? Ngô Bình cười nói, tu vi hiện tại của anh vẫn chưa cao, dễ bị người khác gài bẫy, vẫn nên ra ngoài tránh một thời gian là tốt nhất. Ngoài ra, anh muốn luyện chế một vài đan dược, đúng lúc đến bên kia tìm dược liệu. Vân Thường, vậy em đi cùng sư huynh. Ngô Bình lắc đầu, không cần đâu. Anh đã biết đường đi thế nào rồi, lần này anh tự mình đi là được, em ở lại chuyên tâm tu luyện đi. Vân Thường, sư huynh, lần này anh tiến vào rừng sương mù độc, có phải muốn đi vào trong rừng không? Ngô Bình, đúng vậy. Linh dược bên ngoài sớm đã bị người ta đào gần hết rồi, muốn có nhiều đan dược tốt hơn thì anh phải đi vào trong. Vân Thường, nhưng bên trong rất nguy hiểm. Ngô Bình cười nói, yên tâm, anh sẽ cẩn thận. Lần này sẽ đem theo lò luyện đan, tu luyện và luyện đan bên đó, cho đến khi đột phá đến cảnh giới luyện khí. Vân Thường rất hiếu kỳ, sư huynh, bây giờ anh cũng có thể dễ dàng tấn công tu sĩ cảnh giới luyện khí rồi, đợi sau khi anh luyện khí, chẳng phải có thể thách đấu được cao thủ cảnh giới thần thông rồi sao? Ngô Bình, Vân Thường, cách anh tu luyện với thứ mà mọi người tu luyện có điểm khác nhau. Ví dụ bây giờ anh là luyện khiếu, người khác chỉ khai thông được một địa khiếu, còn anh khai thông được 72 địa khiếu. Vân Thường giật mình, khai thông được 72 địa khiếu. Ngô Bình gật đầu, cơ thể người có 72 địa khiếu, đều có nguyên do cả. Em biết không, 72 địa khiếu có thể khai thông 72 loại linh lực. Những linh lực này dung hợp làm một, sẽ hình thành một loại linh khí của vũ trụ chính. Vân Thường cảm thấy khó tin, linh khí của vũ trụ chính. Chẳng trách. Ngô Bình, sau này anh vẫn sẽ khai thông 36 thiên khiếu, anh nghĩ kết quả cũng sẽ như vậy, cũng sẽ dung hợp thành một loại linh khí nào đó của vũ trụ chính. Vân Thường xúc động nói, sư huynh đúng là thiên tài. Ngô Bình, Vân Thường, sau khi quay về, anh cũng sẽ giúp em khai thông linh khiếu và thiên khiếu, để tu vi em tăng lên thêm. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Thường sáng lên, em cũng có thể khai thông sao? Ngô Bình gật đầu, anh có thể giúp em làm được. Tốt quá rồi, Vân Thường vui mừng. Ngô Bình, bên phía Cửu Quang Thái, tạm thời anh sẽ không đến thăm hỏi bữa. Đợi mọi chuyện ổn định rồi lại nói. Ngô Bình nói đi là đi, sau khi chuẩn bị sơ bộ thì anh rời khỏi Minh Huyền giáo đi mấy đêm liền. Lần này đến rừng sương mù độc, anh cũng không ngồi phi thuyền, mà trực tiếp dùng khinh công. Linh khí hình thành từ việc khai thông 72 địa khiếu khiến thân thể anh nhẹ như lông vũ, linh kình chấn động không khí, có thể tăng tốc di chuyển trên không, tốc độ không hề kém hơn phi thuyền. Đi được chừng nghìn dặm thì tiến vào một vùng hoang dã. Ngay lúc này, anh mơ hồ nghe thấy bên dưới vang lên tiếng kêu cứu của con gái, cùng với tiếng cười quái dị của đàn ông. Anh lập tức dừng lại, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trên gò đất phía trước, có bốn người đàn ông đang đè một nữ tu xuống đất, đang muốn cởi quần áo của cô ấy. Nữ tu liều chết phản kháng, nhưng tu vi của cô ấy không bằng đối phương, trên người dường như cũng có vết thương. Lúc này chỉ có thể kêu la thảm thiết, âm thanh đầy sự tuyệt vọng. Ngô Bình nhíu chặt mày, đúng là buồn cười. Ban ngày ban mặt mà một đám đàn ông lại ức hiếp một cô gái yếu đuối, đúng thực không thể nói. Anh không phải kiểu thích nhúng tay vào chuyện người khác, nhưng trong xương cốt lại có tinh thần trượng nghĩa, gặp phải chuyện như vậy, vẫn không nhịn được mà ra tay tương trợ. Anh lao xuống dưới, không lâu sau đã đáp xuống sau lưng mấy người, lạnh lùng nói, dừng tay. Bốn tu sĩ kia đang hào hứng, nghe thấy tiếng người quát lớn thì đều giật mình, lập tức tránh ra quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Bình. Khi bọn họ nhìn thấy chỉ có một người đến, hơn nữa tu vi dường như cũng chẳng cao gì, lập tức cười lạnh, một tên tu sĩ thô kệch trong đó cười một tiếng, tên nhóc, mày tìm đường chết à? Dám xen vào chuyện của ông đây, có biết chúng tao là ai không? Ngô Bình nhìn về phía cô gái kia, lông mày nhạt, da trắng mịn, vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người. Xinh đẹp đáng thương, cũng khó trách khiến đám nam tu này có ý nghĩ xấu với cô ấy. Lúc này cô gái lệ rơi đầy mặt, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, đầy vẻ cầu xin, không lời thắng ngàn lời, khiến kiểu đàn ông bình tĩnh như Ngô Bình cũng động lòng. Anh hắng giọng, nói cô chớ sợ, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô chu toàn. Hừ, mày cũng không nhìn lại mình đi, bản thân mình là thứ gì, mà dám xem vào chuyện chúng tao. Một người đàn ông đầu chọc quát mắng.
nhặt thanh trường đao dưới đất lên, nhắm đầu bổ qua. Người này đã là tu vi luyện khí tầng 5, trường đao đầy chân khí, tạo ra đao khí dài nửa tấc. Ngô Bình cũng là cao thủ võ đạo, về võ nghệ, cũng là cao thủ siêu cấp trong vũ trụ võ đạo, động tác của người này trong mắt anh quả thực đầy sơ hở, giống như nắm đấm trẻ con, nực cười vô cùng. Anh bước ra một bước, khẽ tránh thế đao của đối phương, sau đó thân thể tiến lên trước, tay nhấn vào phần bụng của đối phương. Một chiêu trông có vẻ đơn giản nhẹ nhàng này, nhưng đối phương lại không thể tránh né, chỉ cảm thấy một đao chém vào không, đồng thời phần bụng đau đớn, sau đó người bị đánh bay mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, ruột gan nứt từng khúc đau đớn lăn lộn dưới đất, mắt và tai không ngừng chảy máu không lâu sau đã tắc thở. Một đòn này của Ngô Bình đã dùng linh kình, chớp mắt đã phá vỡ toàn bộ cơ hội sống của anh ta, thần tiên cũng khó cứu. Mắt thấy bạn mình bị giết, ba người còn lại kinh sợ, cũng không quan tâm đến bạn bè, quay đầu bỏ chạy. Bốn người bọn họ thực lực ngang nhau, đầu chọc đánh không lại, thì người còn lại đương nhiên cũng không phải đối thủ. Hơn nữa bọn họ chỉ muốn vui vẻ một trận, chứ cũng chẳng muốn vì vậy mà mất mạng. Ngô Bình quát lớn, đồ vô liêm sỉ, các người thoát được sao? Nói xong anh cách không đánh ra một quyền, một bóng quyền ngưng tụ trên không, đánh vào người đàn ông xấu xí kia. Anh ta kêu lên, sau lưng lõm xuống, tim bị dập nát, chết ngay tại chỗ. Hai người còn lại lần lượt cũng bị Diệp Huyên đánh một quyền, toàn bộ đều chết hết. Giết hết bốn tên tàn ác này, Ngô Bình đi qua đỡ cô gái dậy. Thấy quần áo cô gái rách dưới, để lộ cảnh tượng tuyệt sắc, anh Ben cởi áo khoác ngoài, khoác lên người cô ấy. Cô gái khóc như mưa, quỳ xuống cảm ơn, đại ân đại đức của công tử, tôi đây đời này khó báo, xin hãy nhận một lại của tôi. Ngô Bình vội giữ lấy cô ấy, nói cô không cần đa lễ, dù là ai gặp phải loại người vô sỉ như vậy, cũng sẽ ra tay trưởng nghĩa thôi. Sau đó anh nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là nơi hoang dã, cũng không có đường nào đi được, bèn hỏi, sao cô nương lại đến nơi hoang vu như vậy? Cô gái chỉ vào cái túi dưới đất, khóc nói, nhà tôi bị kẻ thù làm hại, cha mẹ đã chết, tôi được một người hầu cứu thoát. Người hầu đó liều mình ngăn chặn những người truy sát cho tôi mới thoát được. Nhưng tu vi tôi không cao, cuối cùng lại bị mấy người đuổi kịp. Đám khốn kiếp kia, trước lúc giết tôi còn muốn làm nhục tôi. Ngô Bình nhíu mày, thân thế cô nương thật khiến người ta đồng cảm. Cô gái lại nói thêm, công tử, tôi tên Phương Phương, quê nhà cách nơi này hơn 300 dặm. Lần này lánh nạn, tôi vốn muốn đến Tà Nguyệt Thành, nhờ vả cậu tôi. Ngô Bình hỏi, Tà Nguyệt Thành cách bao xa? Phương Phương, ước chừng còn hơn 600 dặm nữa. Ngô Bình ngẫm nghĩ, giúp người thì giúp tới cùng, tiễn Phật đến Tây Thiên, anh nói, tôi có thể đưa cô đến Tà Nguyệt Thành. Phương Phương vui mừng, cảm ơn công tử. Cô ấy vừa định cúi người cảm ơn, Ngô Bình đã vội vàng đỡ lấy cười bảo, chuyện nhỏ thôi, cô không cần phải như vậy. Chúng ta cứ đi tiếp về phía trước đi, nếu gặp được thị trấn thì cô thay đồ đã. Phương Phương gật đầu, vâng, đều nghe theo sự sắp xếp của công tử. Cứ thế, Ngô Bình và Phương Phương cùng nhau lên đường đi về phía Tà Nguyệt Thành. Phương Phương cũng có cảnh giới luyện khí, chỉ là mới tầng 1, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lên đường. Một đường không nói chuyện, đi hơn 100 dặm thì quả nhiên thấy được một thị trấn. Hai người bèn tiến vào, chuẩn bị mua mấy bộ quần áo. Đi loanh quanh trong trấn, Ngô Bình tìm được một cửa hàng may đồ, ông chủ cực kỳ nhiệt tình. Sau khi lấy số đo xong, nói nửa ngày là có thể làm xong. Đợi cũng là đợi, Ngô Bình bèn dẫn Phương Phương đi đến một quán ăn trong trấn chuẩn bị ăn vài thứ. Mỗi tiếng nói cử động của Phương Phương đều vô cùng tao nhã lịch sự, cử chỉ khéo léo cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy dọc theo đường đi đã thu hút vô số ánh mắt đàn ông. Hai người vừa ngồi xuống đã thấy một đám người xông vào quán ăn, đi đầu là một thiếu niên 17-18 tuổi, đằng sau có hai tên người hầu cao to và năm con chó dữ đen tuyển cao hơn nửa người trông cực kỳ hung dữ. Ngô Bình dẫn theo linh khuyển, nó thấy đám chó dữ ấy lập tức xù lông, lỗ tai dựng đứng, cực kỳ cảnh giác. Năm con chó dữ lập tức gầm gừ, giãy giụa khỏi dây thừng muốn xông về phía linh khuyển. Thiếu niên kia cười ha ha đi tới bên cạnh Phương Phương ngồi xuống nói, cô nương, cô là người ở đâu thế? Lần này đi ngang qua hay thăm người thân vậy? Phương Phương sợ sệt xích lại gần Ngô Bình, cũng không trả lời.
Ngô Bình vỗ bàn nói, đừng làm phiền chúng tôi ăn cơm, lăn xa một chút. Thiếu niên chính là kẻ hoành hành trong trấn, ngoài cha ra thì không ai dám nói như vậy với cậu ta hết. Thiếu niên giận tím mặt, quát, bà mẹ nó, mày chán sống à? Đám người hầu đằng sau cậu ta lập tức xông lên định dạy cho Ngô Bình một bài học. Ngô Bình lại nhàn nhạt bảo, đợi đã. Thiếu niên hô ngừng, cười khẩy hỏi, sao, sợ rồi hả? Ngô Bình lạnh nhạt nói, nơi này là quán ăn của người ta, ra tay ở đây dễ phá hỏng đồ đạc. Nếu cậu muốn đánh nhau thì chúng ta đi ra ngoài đánh. Thiếu niên hừ một tiếng nói, được thôi, trước khi mày chết thì tao sẽ thỏa mãn yêu cầu của mày. Đám người kéo nhau ra ngoài, Ngô Bình cũng theo sau. Một đám người đi đến trên đường cái, Ngô Bình liếc bọn họ một cái, nhàn nhạt bảo, trước khi đánh, tôi phải giới thiệu một chút. Tôi là đệ tử chân truyền đứng đầu của Huyền Minh giáo, các người không sợ chết thì cứ thử xem. Câu đó vừa được nói ra, thiếu niên đã sợ tới mức run bắn người, khí thế lập tức bay hơi. Trong diện tích mấy ngàn dặm này, ai mà dám chọc vào Huyền Minh giáo chứ? Cậu ta chẳng qua chỉ là con trai của địa chủ Hống Hách mà thôi, gặp đệ tử tạp dịch cũng phải gọi một tiếng thừa ngài huống chi là đệ tử chân truyền. Mày đừng có lừa tao, thiếu niên có chút sợ hãi, lắp bắp nói. Ngô Bình lấy huy hiệu của mình ra, lạnh lùng nói, mở to mắt chó của các người lên nhìn cho rõ đi. Dù thiếu niên có ngu ngốc thì cũng biết được huy hiệu của Huyền Minh giáo, đúng là đệ tử chân truyền. Cậu ta sợ tới mức bịch một tiếng quỳ xuống đất, tiểu nhân đáng chết, không biết người là Huyền Minh giáo, mong người tha mạng. Ngô Bình lấy ra thân phận của mình là vì muốn khiến thiếu niên kia chuẩn bị cho mình mấy con ngựa tốt, không thì anh đã không dè dà, trực tiếp đánh chết đám ăn hại kia rồi. Anh nói, tôi sẽ không giết cậu, cậu đi chuẩn bị cho tôi mấy con ngựa tốt, tôi cần dùng. Thiếu niên nghe vậy lập tức mừng rỡ, vâng, vâng, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Hai người trở lại quán ăn ăn cơm tiếp, chưa ăn xong thì thiếu niên kia đã dắt bốn con ngựa cao to tới, hai đen hai trắng trông cực kỳ uy phong. Ngô Bình thấy bốn con ngựa đó thì không khỏi thầm khen một tiếng, nói, ngựa này trông được đấy, nhà cậu nuôi à? Thiếu niên vội vàng đáp, bẩm đại nhân, ba đời nhà tôi đều nuôi ngựa nên trong nhà mới có khá nhiều ngựa tốt. Ngô Bình nghe vậy vui vẻ nói, hèn chi trên đường tôi gặp được nhiều ngựa tốt như vậy, ra là nhà cậu nuôi. Thiếu niên có chút đắc ý, đúng vậy thưa đại nhân, ngựa nhà tôi nổi tiếng xa gần, ngay cả một số đại nhân trong Huyền Minh giáo cũng tới đây mua. Ngô Bình gật đầu nói, tôi muốn mấy con ngựa này. Thiếu niên, đại nhân có thể nhìn chúng ngựa của chúng tôi là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Ngô Bình thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy bèn hỏi, ngựa này của cậu, một ngày có thể đi bao nhiêu dặm? Thiếu niên, bốn con ngựa này đều là linh mã, ngày đi 1.300 dặm. Đêm đi 1.400 dặm, chạy băng băng như gió. Hơn nữa, trong vòng 2 ngày có thể không ăn không uống. Ngô Bình liên tục gật đầu, quả là ngựa tốt. Bình thường thì các cậu bán ngựa này bao nhiêu tiền? Thiếu niên trần chờ một chút xong vẫn trả lời, nếu một con thì khoảng 80.000 tinh tệ. Ngô Bình hơi bất ngờ, mắc vậy luôn. Thiếu niên vội vàng xua tay, tiểu nhân không dám lấy tiền của đại nhân. Ngô Bình ừ một tiếng nói, tôi làm việc luôn có quy tắc, sẽ không lấy không của cậu. Bốn con ngựa này, tôi muốn hai con, đây là 160.000 tinh tệ, anh nói xong bèn ném cho đối phương một cái túi tiền. Thiếu niên ngây người, ban đầu cậu ta nghĩ Ngô Bình không giết mình đã may mắn lắm rồi, hoàn toàn không ngờ tới sẽ lấy tiền. Nhưng ai ngờ, Ngô Bình chẳng những không giết, còn trả tiền ngựa cho cậu ta nữa. Cậu ta lập tức càng kính trọng Ngô Bình hơn. Nói cảm ơn đại nhân. Ngô Bình xua tay, để lại hai con ngựa, cậu lui ra đi. Thiếu niên vội vàng bảo vâng, xoay người đi ra cửa nhưng bỗng dưng lộn lại hỏi, đại nhân, người định đi nơi nào thế? Ngô Bình cười lạnh nói, sao, cậu hỏi tôi đi đâu để trả thù tôi à? Thiếu niên sợ tới mức mặt mày trắng bệch, không ngừng xua tay nói, tiểu nhân nào dám? Ngô Bình, vậy cậu hỏi nhiều vậy làm gì? Trên mặt thiếu niên thoáng hiện lên vẻ do dự rồi nói, đại nhân có điều không biết, từ thị trấn đi về phía bắc 300 dặm có một cái hầm kỳ lạ, mọi tu sĩ khi đi ngang qua, 8-9 phần đều sẽ bị hại chết. Tiểu nhân hỏi đại nhân đi đâu là lo người đi ngang qua nó. Ngô Bình lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi, động ma.
Đó là nơi nào? Thiếu niên bèn kể, động ma đã tồn tại hơn 80 năm, từ đời ông nội của cậu ta đã có. Hồi đó, người của Huyền Minh giáo biết được chuyện này đã từng cử cao thủ đến kiểm tra, kết quả một đi không trở lại. Sau này, Huyền Minh giáo lại cử ra 3 lượt người tiến vào, nhưng vẫn chẳng ai trở ra, nghe nói đều là cao thủ. Kể từ đó, Huyền Minh giáo đã không cử người đi vào nữa, cũng liệt nó vào vùng cấm, dựng biển hiệu xung quanh cảnh cáo người đi đường đi vòng. Ngô Bình cau mày, không ngờ còn có một nơi như vậy, ngay cả Huyền Minh giáo cũng giải quyết không được luôn. Thiếu niên, đúng vậy, thế nên đại nhân tuyệt đối đừng đi ngang qua nơi đó. Ngô Bình bỗng nheo mắt lại nói, cậu vừa nói bên ngoài dựng lên biển hiệu. Một khi đã vậy, cậu cần gì phải quay lại bảo tôi đừng đi ngang qua nơi đó. Thiếu niên đáp, là như thế này. Biển hiệu ở đó đã biến mất trong một đêm nên ranh giới cũng trở nên mờ nhạt, có người không cẩn thận sẽ bước vào phạm vi của động ma. Ngô Bình như nghĩ đến gì đó hỏi, vậy cậu có biết bên trong động ma có gì không? Thiếu niên lắc đầu, e rằng những người biết được đều đã bị hại chết. Ngô Bình gật đầu, được rồi, tôi biết rồi, cậu lui ra đi. Thiếu niên đi rồi Phương Phương mới như nghĩ đến gì đó nói, công tử, tôi có một chuyện muốn báo. Ngô Bình ngó cô ấy bảo, nói đi. Phương Phương lấy một cuộn da mỏng từ trong lòng ra rồi đặt lên bàn nói, công tử, chính vì nó mà nhà tôi mới bị kẻ thù đến diệt môn. Ngô Bình hết sức ngạc nhiên, mở cuộn da ra phát hiện bên trong có một số đồ án kỳ lạ, nhưng lại không được đầy đủ. Anh quan sát mấy lần rồi hỏi, đây là cái gì? Phương Phương, trước khi chết, cha đã nói với tôi thứ này có liên quan đến động ma, nhưng lại không nói rõ. Liên quan tới động ma, Ngô Bình lại nhìn một hồi rồi nói, không nhìn ra cái gì hết. Anh nói xong bèn trả cuộn ra lại cho Phương Phương. Phương Phương lại đẩy trở về, nghiêm túc nói, ơn cứu mạng của công tử, tôi không biết báo đáp thế nào. Cái này là thứ quý giá nhất của tôi, đưa cho công tử vậy. Hy vọng sẽ có ích với công tử. Phương Phương này cực kỳ thông minh, cô ấy biết được năng lực của mình, thứ này sẽ chỉ gây họa cho bản thân nên chẳng thà đưa cho Ngô Bình. Làm vậy chẳng những thoát được nguy hiểm, còn có thể đền đáp công ơn cứu mạng. Ngô Bình thấy cô ấy thật lòng đưa tặng bèn gật đầu nhận lấy cuộn ra. Ăn cơm xong, hai người bèn trở về cửa hàng quần áo nhận đồ. Sau khi Phương Phương thay đồ, cả hai lần lượt cưỡi một con ngựa lên đường đi về phía Bắc. Ngô Bình cũng không có nghe theo lời thiếu niên đi đường vòng mà là đi thẳng về phía Bắc. Ngựa chạy rất nhanh, khoảng 2 tiếng sau họ đã tiến vào ranh giới của động ma. Giáp ranh động ma rõ ràng là hoàn toàn khác với bên ngoài, vừa tiến vào Ngô Bình đã cảm nhận được một sự nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Anh lập tức xuống ngựa nói với Phương Phương, cô chờ tôi ở đây, tôi đến đằng trước nhìn thử xem. Phương Phương vô cùng lo lắng nói, công tử, hay là chúng ta đi đường vòng đi. Ngô Bình cười nói, đã đến đây luôn rồi, không liếc nhìn một cái thì tôi sẽ không ngủ yên nổi. Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu. Anh nói xong bèn đi về phía trước. Chân anh đạp lên mặt đất, rót linh lực vào lòng đất, tình hình trong phạm vi mấy dặm lập tức được anh thu vào trong mắt. Đây chính là tác dụng của linh lực, có thể do thám được tình hình địch, cảm giác được mọi nguy hiểm. Ngô Bình đi được một đoạn thì bỗng dừng lại. Linh lực do thám được phía trước khoảng 700 mét có một con dì độ dài 7, 8 mét thô như thùng nước đang trườn nhanh về phía anh. Tốc độ ở trong lòng đất của nó cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã di chuyển được mấy chục mét. Ngay khi con vật đó sắp di chuyển đến dưới chân anh, Ngô Bình bèn giơ chân phải lên rồi giẫm mạnh xuống. Mặt đất khẽ run lên, một chân kia anh đã dùng hết sức mạnh, linh lực đập xuống đất ập thẳng vào giữa các con định đánh lén anh. Anh cảm thấy nó nằm im bèn dùng dao găm đào đất lên, xách một quái vật trông như con rết ra, trên lưng có vảy, miệng trông cực kỳ khủng bố mọc đầy răng nanh. Ban nãy, nếu anh không có sự đề phòng thì chắc đã bị nó cắn đứt một chân. Ngô Bình lôi nó ra khỏi mặt đất, phát hiện nó vẫn chưa chết, chỉ là não bị đánh mạnh vào nên tạm thời ngất đi. Để đề phòng sự cố, anh dùng dao găm cắt bỏ đầu nó. Trong quá trình ấy, Ngô Bình phát hiện vảy của nó vô cùng cứng, ngay cả linh lực của anh cũng khó mà xuyên thấu. Vì vậy, Ngô Bình bèn dùng dao găm cắt bỏ một chút vảy của nó bỏ vào trong nhẫn chữ vật. Sau khi giết con quái vật ấy, anh tiếp tục lên đường, đi được hơn 10 dặm thì bỗng nhiên ngừng lại.
Trước mặt anh, có một tảng đá hình thù kỳ quái cao 5 mét, rộng hơn 3 mét, trên bề mặt có hoa văn mờ nhạt như là đồ án gì đó. Ngô Bình thấy đồ án đó thì lập tức cảm thấy quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi bèn lấy cuộn da ra. Đối chiếu cả hai thì thấy đồ án trên cuộn da giống y như trên tảng đá. Trong lòng anh chợt nảy ra một suy nghĩ, sao trên tảng đá lại có đồ án của cuộn da, giữa chúng có mối quan hệ gì? Anh đi quanh tảng đá một vòng rồi vươn tay đặt lên trên, linh lực thẩm thấu vào thì phát hiện bên trong còn có một thứ tỏa ra một luồng năng lượng có dao động kỳ lạ. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi đấm một quyền lên tảng đá, chợt nghe ầm một tiếng, tảng đá vỡ nát, một viên ngọc màu đen lăn ra, bên trên cũng khắc đồ án giống như trên cuộn da. Ngô Bình nhìn viên ngọc, lại ngó cuộn da lập tức hiểu ra, lẩm bẩm, xem ra, chỉ cần dựa theo vị trí của đồ án trên cuộn da là có thể tìm được viên ngọc có đồ án. Anh nghĩ vậy bèn dựa theo đồ án trên cuộn da định vị vị trí của mình. Sau đó, Ngô Bình phát hiện từ chỗ viên ngọc đi về bên trái một đoạn có thể gặp được một đồ án khác. Vì thế, anh bắt đầu đi ngược về phía bên trái, đi được khoảng 7, 8 dặm thì thấy một cái hồ chứa nước, xung quanh mọc đầy cỏ. Ngô Bình nhìn về phía hồ nước thì phát hiện bên trong có một tảng đá màu trắng giống như một cái thất lớn. Bề ngoài của nó cũng có hoa văn, chính là đồ án thứ hai anh phải tìm. Mắt anh sáng lên, nhảy vào hồ nước nâng tảng đá lên rồi ném nó lên bờ, một quyền đánh nát nó. Tảng đá hình thất nứt ra, bên trong lại lăn ra một viên ngọc màu tím, bên trên cũng có một ký hiệu. Ngô Bình cười, lẩm bẩm, xem ra. Điều mình cần làm là thu gom những viên ngọc có ký hiệu và màu sắc khác nhau. Chỉ là, chúng lại có tác dụng gì đây? Cứ thế, anh dựa theo bản đồ tìm kiếm ký hiệu, không ngừng tìm được tảng đá có đồ án rồi đánh nát nó lấy ra viên ngọc. Trên cuộn da có 42 cái ký hiệu, cũng đại biểu cho 42 viên ngọc. Khi Ngô Bình tìm đủ tất cả những viên ngọc thì bầu trời đã lộ dáng đỏ, mặt đất cũng nổi lên một lớp sương mù dày đặc. Đặt 42 viên ngọc lên mặt đất, anh nhìn viên này lại ngó viên kia, cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Tìm được tất cả các viên ngọc rồi, vậy kế tiếp phải làm gì? Anh đang trầm ngâm suy nghĩ thì mặt đất bỗng nhiên khẽ run lên. Ngô Bình vội vàng nhìn về đằng xa, chỉ thấy trong lớp sương mù dày đặc có một con rối mặc áo giáp màu đen nhấc chân đi đến chỗ mình, mỗi một bước đều khiến mặt đất run lên. Nó cao khoảng 3-4 mét, trên eo đeo trường kiếm. Khí thế kinh người. Ngô Bình biến sắc, có một cảm giác nếu con rối kia ra tay với mình thì anh chỉ có thể vắt chân lên cổ chạy, không thể địch lại nó. Con rối giáp đen đi đến trước mặt Ngô Bình rồi quỳ một gối xuống đất, rũ đầu xuống. Ngô Bình ngẩn ra, nó đang thi lễ với mình. Ngay khi anh đang khó hiểu thì con rối kia vươn tay, trong lòng bàn tay to lớn có một bức thư. Anh chần chờ mấy giây rồi giơ tay nhận lấy. Mở ra thì bên trong có một đoạn văn, song anh lại không biết chữ đó. Nhưng khi Ngô Bình nhìn thấy nó thì trong đầu lại lập tức hiểu được ý mà nó muốn biểu đạt. Khi anh hiểu được ý trong bức thư thì con chữ bên trên cũng lập tức biến mất. Đại khái ý là ông ta là một tu sĩ của chủ thế giới, vì chiếm được một kiện bảo vật mà bị cao thủ đuổi giết chỉ có thể chạy đến vũ trụ minh cổ. Ở đây, vết thương cũ của ông ta chợt tái phát, giờ chỉ còn lại thần hồn bất diệt. Nay, ông ta cần thu một người đệ tử để truyền lại công pháp và tài nguyên tu hành, sau đó cởi trói giúp ông ta. Sau khi đọc hết thư, Ngô Bình nheo mắt lại, với kinh nghiệm của anh thì đây rất có thể là một âm mưu, có nên đi hay không đây? Ngô Bình chỉ suy nghĩ một lát rồi vứt bức thư xuống đất, nhàn nhạt nói, ngại quá, tôi đau bụng, đi vệ sinh cái đã, anh nói xong bèn cất ngọc rồi rời đi. Anh đi được mấy bước thì cảm thấy lạnh sống lưng. Lập tức phóng lên cao. Dưới sự bùng nổ của linh lực, tốc độ của Ngô Bình cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã bay ra mấy ngàn mét. Nhưng mà, con rối giáp đen kia còn nhanh hơn. Nó nhảy bật lên, dễ dàng đuổi theo Ngô Bình. Sau đó, nó giơ tay nắm lấy chân phải anh rồi kéo một phát. Ngô Bình lập tức dừng lại, bắt đầu rơi xuống. Anh nheo mắt, cơ thể uốn éo, đấm một quyền vào cổ tay nó. Một quyền này, anh đã sử dụng toàn bộ linh khí kết hợp với thủ đoạn võ đạo của mình nên sức công phá cực kỳ khủng bố. Rắc, cổ tay con rối vô cùng chắc chắn kia thế mà lại bị một quyền của anh đánh cho linh kiện bay tứ tung. Ngô Bình cũng vì thế mà thoát khỏi nó, tiếp tục bay về phía bầu trời muốn chạy khỏi địa phương quỷ quái này. Đúng lúc này,
mặt đất bỗng nổ tung, một bàn tay đen ngòm vươn ra, phút chốc đã bắt lấy Ngô Bình. Ngô Bình bị bàn tay kia nắm lấy, xương cốt cả người như cũng bị bẻ gãy, hoàn toàn không có một chút sức chống cự nào. Bốn ngón tay túm lấy anh, trên ngón cái hiện ra một khuôn mặt người, gầy gò, có để tròm râu dê, hắn cười nhạo nói, này nhóc, cậu rất thông minh, không dễ bị lừa chút nào. Ngô Bình chớp mắt, tiền bối, ông là cường giả siêu cấp đến từ vũ trụ chính đó sao? Tròm râu dê, đúng thế, là tôi. Ngô Bình tỏ ra rất bái phục, tiền bối, ông có sức mạnh vô địch như vậy chắc chắn là cường giả đạo cảnh nhỉ. Tròm râu dê đỏ mặt, đạo cảnh thì vẫn chưa nhưng cũng không còn xa nữa, tôi là thần thông tầng 10. Ngô Bình giơ ngón tay cái lên, hóa ra là cường giả thần thông tầng 10, vãn bối thật ngưỡng mộ. Đối phương hừ một tiếng, bớt xót mật vào tai tôi đi. Tôi hỏi cậu này, cậu có đồng ý giúp tôi ra khỏi nơi này không? Ngô Bình chớp mắt, tiền bối, tu vi của ông cao như thế, ai có thể nhốt ông ở đây được vậy? Tròm râu dê hừ một tiếng, nơi đầu tiên tôi đi vào là thế giới đạo cảnh tầng 10. Ai mà ngờ trong đó lại có cấm chế của tu sĩ vũ trụ chính chứ, tôi vừa bước vào đã bị thương nặng, đành phải trốn thoát đến đây. Lúc đó tôi chỉ còn lại một chút tàn hồn, sau khi rơi xuống nơi này lại bị sức mạnh của vũ trụ trấn áp ở đây. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, tu sĩ vũ trụ chính đến đây sẽ bị trấn áp sao? Tròm râu dê cũng không phải. Tu vi của tôi đã gần đến đạo cảnh, không được phép đi vào vũ trụ đạo cảnh. Ngô Bình gật đầu, vậy tiền bối muốn tôi giúp ông thế nào? Tròm râu dê, cậu chỉ cần để tôi nhập vào trên người cậu, tôi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của vũ trụ này. Ngô Bình thở dài, nhưng tiền bối ơi, e là cơ thể nhỏ bé này của tôi không chứa nổi một vị đại thần như ông. Tròm râu dê, cậu yên tâm, tôi có cách để thể chất của cậu mạnh hơn. Ngô Bình, tiền bối sẽ không xóa sạch ý thức của tôi để chiếm lấy cơ thể tôi đấy chứ. Tròm râu dê, cậu yên tâm, tôi chỉ mượn cơ thể cậu tạm thời trốn thoát mà thôi, tôi không có hứng thú với cơ thể cậu. Ngô Bình thở phào, vậy thì được. Lúc này bàn tay lớn chậm rãi rơi xuống đất, Ngô Bình đã bước đến trước cái hố sâu đó, đáy hố sâu đen kịt, không biết là thông đến nơi nào. Sau khi bàn tay lớn buông ra thì biến thành một bóng người lơ lửng giữa không trung. Vẫn là dáng vẻ của tròm râu dê, ông ta nói, tàn hồn của tôi ở bên dưới, cậu xuống dưới theo tôi đi. Đúng lúc này, trong đầu Ngô Bình vang lên một giọng nữ dịu dàng đúng xuống dưới đó. Ngô Bình, cô là ai? Tôi là phần ý chí của vũ trụ Minh Cổ, cô ta nói. Ngô Bình giật mình, cô là thiên ý của vũ trụ Minh Cổ. Có thể hiểu như vậy, đối phương nói, người này muốn chiếm lấy ý chí của anh. Sau đó nuốt chửng vũ trụ Minh Cổ dưới danh nghĩa của anh. Một khi ông ta mạnh hơn sẽ đoạt lấy thể xác và linh hồn của anh. Ngô Bình, tại sao cô lại muốn trấn áp ông ta? Đối phương nói, nó có ý xấu với vũ trụ Minh Cổ nên tôi phải tiêu diệt nó. Nhưng nó có pháp bảo hộ thân, tôi không thể hủy diệt nó hoàn toàn được. Ngô Bình, ký hiệu trên cuốn sách cổ là cô để lại à? Đối phương, phải. Tôi đang tìm một người giống anh để trợ giúp tôi giết nó bằng cách này. Ngô Bình, tôi có thể giúp cô thế nào? Thực lực của lão này quá mạnh, tôi không cùng cấp bậc với ông ta. Đối phương, chẳng phải anh đã có tôi đây sao? 42 viên ngọc này được gọi là 42 thiên châu, có thể lần lượt đặt nó vào trong các thiên khiếu. Có 42 thiên châu này, anh có thể tạm thời dùng sức mạnh trời đất để giết người này. Ngô Bình khó hiểu nói, 42 thiên châu nhưng cơ thể người chỉ có 36 thiên khiếu mà nhỉ. Đối phương nói, địa khiếu và bầu trời chỉ có thể gián tiếp liên kết với vũ trụ chính. Ngoài 36 thiên khiếu thì còn 12 chủ khiếu, chúng có thể kết nối trực tiếp với vũ trụ chính. Tim Ngô Bình đập thịt một cái. Bất kể là ai cũng có thể mở được 12 chủ khiếu đó sao? Tất nhiên không phải, 12 chủ khiếu thuộc về vũ trụ Minh Cổ. Nó chỉ tạm thời xuất hiện trong người anh thôi. Ngô Bình, nó sẽ ở trong người tôi bao lâu? Đối phương, đây chính là một trong những lợi ích mà anh có thể nhận được khi giúp tôi chết người này. Sau khi xong việc, tôi có thể để chủ khiếu tồn tại trong người anh một năm. Ngô Bình nói, tôi đồng ý hợp tác với cô. Tốt lắm, lát nữa lúc ông ta tăng cường thể chất cho anh nhân lúc đo luyện hóa thiên châu, đối phương nói. Ngô Bình, được. Sau này tôi gọi cô thế nào nhỉ?
gọi là Tiểu Minh được không? Tùy anh, cô ta không để tâm chuyện này lắm. Cuộc nói chuyện này tưởng chừng như rất lâu nhưng thật ra chỉ trong một chốc lát. Chòm râu dê nói, còn chưa xuống nữa à? Ngô Bình cười nói, tôi xuống ngay đây, sau đó anh nhảy lên rồi đáp xuống động sâu. Sau khi rơi xuống ít nhất 10 phút, anh mới đáp xuống đất, sau đó một sức mạnh kéo anh lại bay vào bên trong. Thoáng chốc anh đã bị rơi vào trong lò đan. Đây là một lò đan cao mười mấy mét, bên ngoài có rất nhiều phù văn kỳ bí, khí tức mạnh mẽ của nó rất rõ, lò đan này chắc là của vũ trụ chính, không phải là đồ của vũ trụ Minh Cổ. Chòm râu dê, lò luyện đan này cũng là một bảo vật trong vũ trụ chính, tên là lò luyện đan cửu chuyển, tôi khó khăn lắm mới đánh cắp được nó. Bây giờ tôi sẽ cho cậu vào trong lò, dùng 36 loại thuốc quý, 12 loại tiên dược và cậu để luyện chế, có thể luyện cậu thành tiên thể cửu chuyển, có tác dụng đến việc tăng thể chất và thần hồn. Ngô Bình tỏ ra rất phấn khích, tốt quá, tiền bối, bắt đầu ngay đi. Chòm râu dê cười, cậu đừng vội. Trước khi vào trong đó, cậu uống chút thuốc này trước đi. Nói rồi ông ta ném một bình hồ lô lớn vào, nói uống nó đi. Ngô Bình không hề do dự ngửa đầu uống cạn bình thuốc. Chòm râu dê bật cười, vươn tay mở cửa lò ra rồi đẩy Ngô Bình vào trong đó, sau đó đóng sập cửa lại. Sau đó lò luyện đan bỗng nóng lên, các loại dược khí chảy vào. Anh lập tức lấy 42 thiên châu ra rồi nuốt hết xuống. Sau đó mấy viên thiên châu này biến thành trạng thái năng lượng, tìm đúng đến vị trí các thiên khiếu, mở thiên khiếu ra giúp anh. 36 thiên khiếu gần như mở ra cùng một lúc, 36 linh khí đến từ vũ trụ chính xuất hiện, chúng dung hợp lại thành một loại linh khí mới hệt như địa khiếu và linh khí, nuôi dưỡng thần hồn của anh. Ngay sau đó, 12 viên thiên châu còn lại dựa vào không trung tạo ra 12 chủ khiếu. Một khi 12 chủ khiếu này được mở ra, 12 nguồn năng lượng siêu phàm của vũ trụ chính sẽ liên tục rót vào cơ thể anh. Những năng lượng này cũng rất mạnh mẽ, mạnh hơn linh khí do thiên khiếu và địa khiếu tạo ra nhiều. Khí tức đáng sợ khiến Ngô Bình cảm thấy sống không bằng chết, cảm giác cả người như sắp nổ tung. Nhưng đúng lúc này, dược khí từ trong lò luyện đan lần lượt chảy vào người anh, giảm bớt áp lực và đau đớn của anh. Tiếp theo chòm râu dê luyện chế Ngô Bình như luyện đan. Ngô Bình được bao bọc trong dược khí, rất nhiều sức mạnh xâm nhập vào cơ thể anh, cùng tạo ra tác dụng với 12 loại năng lượng của vũ trụ chính. Rất nhanh Ngô Bình rơi vào trạng thái hôn mê, không biết qua bao lâu anh tỉnh lại, phát hiện mình đang khoanh chân ngồi trong lò luyện đan, dược khí quanh người cũng đã biến mất. Lúc này anh cảm thấy vô cùng thoải mái, tinh lực dồi dào. Lúc này cửa lò luyện đan mở ra, chòm râu dê cúi đầu nhìn anh, cười nói, đã xong việc. Cậu quả nhiên không khiến tôi thất vọng. Ngô Bình chớp mắt, trước đó tiền bối đã từng luyện hóa người khác sao? Chòm râu dê cười nói, đúng thế, trước cậu thì đã có hơn 100 người bị tôi luyện chế, cậu là người đầu tiên kiên trì được đến lúc này. Ngô Bình cảm thấy rất hối hận, nếu không nhờ anh hấp thụ thiên châu thì bây giờ anh đã bị luyện hóa đến chết rồi. Nhưng lần này anh đã thu hoạch được rất nhiều thứ, không chỉ hoàn thành tiểu luyện hình. Đại luyện hình mà ngay cả tôi thể 9 tầng của Nhật Nguyệt Song Luyện và tôi thể tầng 10 của Thiên Địa Tinh Luyện cũng đều đã vẹn toàn. Phải biết rằng đa số tu sĩ cả đời cũng đạt đến tiểu luyện hình, cực kỳ ít người bước vào đại luyện hình. Tu sĩ có thể đạt đến Nhật Nguyệt Song Luyện và Thiên Địa Tinh Luyện lại càng ít, dù thi thoảng có cũng chỉ là làm chiếu lệ, không bao giờ làm được chính xác và hoàn thiện như Ngô Bình. Thoáng chốc Ngô Bình đã hoàn thành tôi thể tầng 10 hoàn hảo, thể chất cũng tăng lên. Chòm râu dê bật cười, tốt quá rồi. Kế hoạch lớn của tôi sắp thành công rồi. Ngô Bình lùi về sau một bước, tiền bối, ông chắc không nuốt lời đâu nhỉ. Chòm râu dê bật cười, gì mà nuốt lời với không nuốt lời chứ. Bây giờ cậu đã là của tôi rồi, giao mọi thứ ra đây đi. Ông ta bỗng chốc biến thành tia sáng màu trắng, bay vào giữa trán Ngô Bình. Ngay khi tàn hồn của chòm râu dê xâm chiếm, Ngô Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh đột nhiên phun ra từ thiên khiếu và chủ khiếu, sức mạnh này đến từ vũ trụ Minh Cổ. Bây giờ Ngô Bình như bị vũ trụ Minh Cổ nhập vào người, khí tức vô thượng chí tôn được giải phóng ở trên người anh, trong người anh hình thành một vũ trụ Minh Cổ thu nhỏ. Chòm râu dê vừa đi vào đã cảm nhận được sự bất ổn, tức giận nói, này, cậu dám âm thầm tính kế tôi. Ngô Bình mắng, này ông già, ông muốn hại tôi giết chết ông thôi.
Bây giờ chòm râu dê bị ngăn cách trong vũ trụ nhỏ, không thể sử dụng pháp bảo bên ngoài của ông ta. Ông ta vừa lo lắng vừa tức giận, cậu mau thả tôi ra. Tôi nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh cho cậu. Ngô Bình, thôi đừng gạt tôi nữa, mau đi chết đi. Anh vừa dứt lời, vũ trụ nhỏ kết thành một sát trận, chòm râu dê ở bên trong bị vô số sát quang đánh trúng, ông ta kêu lên thảm thiết, không lâu sau đã tan biến thành khói bụi, bay vào hư không. Sau đó vũ trụ nhỏ biến mất, giọng Tiểu Minh vang lên, anh đã giúp tôi tiêu diệt được kẻ xâm lược, tôi rất biết ơn anh. 42 thiên châu này sẽ tiếp tục tồn tại trong người anh một năm. Trong khoảng thời gian này, anh có thể sử dụng nó. Ngô Bình, Tiểu Minh, cô phải đi rồi sao? Tiểu Minh, đúng thế, bảo trọng. Cô ấy vừa dứt lời, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Ngô Bình hít sâu một hơi, tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh đã tìm được một chiếc nhẫn ngọc được đặt trong rãnh tường đá bên cạnh. Anh cầm chiếc nhẫn ngọc lên, phát hiện đây cũng là một pháp khí chứa đồ. Anh thử mở nó ra bằng linh khí của vũ trụ chính thì cảm nhận được ý thức của mình thoáng chốc đã đi vào một không gian cực lớn, bên trong chứa rất nhiều đồ vật, tất cả đều là của vũ trụ chính. Sau đó anh dùng linh khí liên tục phá vỡ cấm chế trong chiếc nhẫn ngọc, luyện hóa nó thành công. Thế là anh đeo chiếc nhẫn ngọc vào, vung tay lên, lò luyện đan cực lớn đó và hàng ngàn hộp dược liệu bên cạnh đều bị hút vào trong chiếc nhẫn ngọc. Cất hết đồ vào trong. Ngô Bình nhảy lên không trung rồi bay ra khỏi hang núi, chẳng mấy chốc đã quay về bên cạnh Phương Phương. Phương Phương đã đợi ở đây hơn một ngày, cũng cảm thấy lo lắng. Ngô Bình bỗng xuất hiện, cô ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, công tử, anh về rồi. Ngô Bình khẽ gật đầu, Phương Phương, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Hai người tiếp tục cưỡi tuấn mã chạy như bay. Ngựa chạy rất nhanh, trước khi trời tối đã chạy đến thành Tà Nguyệt. Thành Tà Nguyệt này không lớn lắm, dân số 300.000 người. Hai người đi vào trong thành, Phương Phương cảm khái, cuối cùng cũng đến rồi. Công tử, cảm ơn anh đã tiễn tôi đến đây. Ngô Bình cười nói, đừng khách sáo, cuốn sách cổ mà cô tặng tôi trước đó cũng đã giúp ích tôi rất nhiều. Phương Phương cười nói, nó có thể giúp ích cho công tử, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Ngựa đi vào trong thành được một đoạn thì đến trước một căn nhà. Phương Phương vui mừng đẩy cửa bước vào, nhưng đập vào mắt là rất nhiều thi thể và hàng chục hung thủ tay cầm thanh kiếm dính đầy máu. Phương Phương nhìn một thi thể trong đó, gào lên, cậu ơi! Ngô Bình sầm mặt, cả nhà Phương Phương đã bị người ta diệt khẩu. Người đứng đầu là một tu sĩ mặc đồ màu vàng, khí tức trên người rất mạnh, chắc là một cao thủ luyện khí tầng 9. Ông ta nhìn chằm chằm Phương Phương, ta ác nói, tôi đã nói rồi cô không chạy thoát được đâu. Bây giờ lại hại chết cả nhà cậu của cô có cảm thấy hổ thẹn không? Phương Phương run rẩy, thét lên, tôi liều mạng với các người, nói rồi cô ấy lao đến trước nhưng lại bị Ngô Bình kéo lại. Anh lạnh nhạt nói, tôi giải quyết đám người này giúp cô. Nói rồi anh đi về phía tu sĩ mặc đồ màu vàng. Tu sĩ áo vàng cười mỉa, đúng là nực cười, một tôi thể nhỏ bé như cậu mà cũng dám đánh trực diện với luyện khí tầng 9, ai cho cậu can đảm đó thế? Ngô Bình, tôi thể thì thế nào, một tay tôi cũng có thể đánh chết ông. Tu sĩ áo vàng cười quái gở, cái thứ ngông cuồng này, tôi sẽ tiễn cậu đi đầu thai. Nói rồi ông ta giơ tay phải lên, một chưởng được ngưng tụ bằng chân khí bay về phía Ngô Bình, đánh vào người Ngô Bình. Nhưng Ngô Bình không hề tránh đòn, để mặc một chưởng chân khí đó đánh trúng, cả người anh chẳng hề hấn gì. Tu sĩ áo vàng ngạc nhiên, cậu không bị gì à? Ngô Bình nói, ông cũng chịu một đòn của tôi đi. Anh nhẹ nhàng đánh một chưởng ra, linh khí ngưng tụ thành một bàn tay trong suốt, lập tức ấn vào ngực ông ta. Phụt! Vẻ mặt tu sĩ áo vàng cứng đờ, sau đó cả người nổ tung biến thành vũng máu. Sau đó Ngô Bình biến thành tàn ảnh, di chuyển trong đám người, không lâu sau mấy chục tên hung thủ đều nằm trong vũng máu, không một tên nào còn sống. Giết hết đám hung thủ này. Ngô Bình nói, Phương Phương, tôi đã thay cô trả thù rồi, chúng ta cũng nên tạm biệt nhau rồi. Mắt Phương Phương ngân ngấn nước mắt, cắn môi nói, công tử, thế lực của họ rất lớn, e là tôi không còn nơi để đi nữa rồi. Ngô Bình hơi khó xử, suy nghĩ một chốc rồi hỏi cô ấy, vậy cô có dự tính gì? Phương Phương, công tử đã cứu Phương Phương, tôi sẵn lòng làm trâu làm ngựa phục vụ công tử để báo đáp công ơn này.
Ngô Bình suy xét một chốc rồi cười nói, cô muốn đi theo tôi cũng được nhưng cũng không cần làm tớ gì cả, sau này cứ gọi tôi một tiếng đại ca là được. Phương Phương mừng rỡ, đại ca. Ngô Bình, cả nhà cậu của cô bị hại, chúng ta cứ an táng họ trước đã. Phương Phương khẽ gật đầu, ừ, nghe theo sự sắp xếp của đại ca. Sau đó Phương Phương mời vài người đến xử lý thi thể, bận rộn đến hai ngày. Trong khoảng thời gian này, Ngô Bình cũng không rảnh rỗi, anh đã là tôi thể tầng 10, tiếp theo phải tiếp tục đạt đến cảnh giới luyện khí. Luyện khí cấp thứ 10 vô cùng đơn giản, chỉ là hấp thu linh khí trời đất. Mà việc này hết sức đơn giản với Ngô Bình, anh đều có thể sử dụng linh khí của địa khiếu và thiên khiếu, linh khí của 12 chủ khiếu. Thế nên anh dễ dàng hoàn thành luyện khí cấp 1, hấp thu linh khí. Sau khi hấp thu được linh khí, là linh khí hợp chân. Linh khí hợp chân là linh khí và nguyên khí trong người hợp thành một, biến thành chân khí. Thật ra đây là quá trình cơ thể luyện hóa linh khí hợp chân cần chậm rãi luyện mới có thể hoàn hảo. Bước đầu tiên của Ngô Bình là hợp nhất linh khí địa khiếu và nguyên khí cơ thể, tạo ra loại chân lực đầu tiên. Luyện hóa linh khí khác nhau sẽ cho ra chân khí khác nhau. Mà chân khí khác nhau lại sẽ tạo ra linh kỹ không giống nhau. Từ xưa đến nay chưa có ai sở hữu được linh khí mà Ngô Bình hấp thụ, thế nên anh chỉ có thể tự mình sáng tạo ra linh kỹ, không thể học được linh kỹ đã có sẵn. Lúc này Phương Phương đã an táng người thân của cô ấy xong, hai người tiếp tục đi vào rừng xương độc, chuẩn bị đi vào khu vực trung tâm của khu rừng để thu thập thêm linh dược. Ra khỏi thành Tà Nguyệt, Ngô Bình và Phương Phương cưỡi ngựa, đi vào rừng xương độc. Ra khỏi thành thì họ gặp một con đường rộng. Dưới đất là lớp thảm thực vật, không mềm cũng không cứng, rất thuận lợi để cưỡi ngựa. Ngựa chạy rất nhanh, chớp mắt đã chạy hơn 100 dặm. Lúc này, bọn họ nhìn thấy phía trước có một nhóm người, hai bên cãi nhau ỏm tỏi, không ít người đi đường đều đứng lại hóng chuyện. Ngô Bình và Phương Phương lại gần, chỉ thấy một chiếc xe ngựa lớn ngã ở bên đường, một nhóm người ngồi trên xe ngựa đang chỉ vào một cậu thiếu niên ở trước mặt rồi mắng chửi. Thiếu niên độ chừng 15 tuổi. Cưỡi một con trâu màu trắng, vai con trâu này cao chừng hơn 3 mét, thân dài 4 mét, là một con vật lớn. Lông nó thuần một màu, mà còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Thiếu niên kia có vẻ cũng thành thật, tu vi cũng không cao, lúc này cậu ấy chân tay luống cuống, vẻ mặt ửng đỏ, miệng như muốn nói nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Ngửi thấy mùi hương từ con trâu, Ngô Bình bỗng giật mình trong lòng, anh lập tức đi đến trước mặt đám người đang mắng chửi, nói, được rồi. Đừng mắng nữa. Mấy người kia đang nóng người, nghe thấy Ngô Bình nói vậy, lập tức quay sang chỉ vào anh, một người đàn ông để râu đen tức giận nói, cậu thì là cái thứ gì, chuyện của chúng tôi, cậu quản được sao? Ngô Bình đạp một chân xuống đất, lấy anh làm trung tâm, mặt đất bỗng rung chuyển, đám người kia đứng không vững, đầu ngã xuống đất, vẻ mặt sợ đến tái nhợt. Anh lạnh lùng nói, dựng xe ngựa lên, mau rời đi đi. Anh thi triển thực lực quá mạnh, đám người kia không dám đắc tội với anh, lập tức ngoan ngoãn dựng xe ngựa dậy, tiếp tục hành trình. Thiếu niên thấy Ngô Bình giải vây giúp mình, vội quỳ xuống, thi lễ với anh, cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ. Ngô Bình cười nói, chuyện nhỏ, không cần để tâm. Sau đó nhìn sang con trâu trắng, phát hiện mắt nó có màu tím, sừng trâu màu vàng, bên trên có hoa văn tự nhiên nhạt màu. Con trâu này đúng là cao lớn oai phong, anh khen nói. Thiếu niên nói, vâng, nó mới một tuổi thôi, sau này trưởng thành sẽ càng lớn hơn. Ngô Bình kinh ngạc, mới một tuổi đã cao lớn vậy rồi. Thiếu niên, đúng vậy, nó khá nhút nhát, vừa nãy lúc xe ngựa trước mặt đi ngang qua, cố ý dùng roi quất vào nó một cái, vì vậy mà nó sợ hãi nên mới đẩy xe ngựa. Ngô Bình, xem ra, nó là do cậu nuôi sao? Thiếu niên gật đầu, nó là kim giác, là do lúc trước ông tôi ra ngoài làm ăn, gặp được trên đường. Ông ta bèn giữ lấy nuôi, không ngờ lại cao lớn đến vậy. Ngô Bình, cậu nhóc, cậu đang muốn đi đâu? Thiếu niên khẽ thở dài, ông tôi làm ăn, nợ rất nhiều, trong người mệt mỏi rồi sinh bệnh. Trong nhà tôi không có tiền mời thầy thuốc, chuẩn bị đem kim giác đi bán. Ngô Bình phấn khởi trong lòng, nói con trâu tốt như vậy, bán đi thì rất tiếc. Thiếu niên bất đắc dĩ nói, nhưng trước mắt phải cứu ông tôi, nên chỉ có thể bán kim giác đi. Vì vậy Ngô Bình lại hỏi,
vậy cậu định bán bao nhiêu tiền? Thiếu niên nhìn Ngô Bình, hỏi, có phải công tử muốn mua kim giác không? Ngô Bình cũng không phủ nhận, nói, đúng vậy, tôi khá thích nó, cưỡi nó cũng rất oai phong. Nếu cậu thật sự muốn bán nó, thì có thể bán cho tôi nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Thiếu niên nói, bố tôi bảo tôi ra giá 2 triệu tinh tệ, nói có thể thương lượng chút, nhưng không thể thấp hơn 1 triệu rưỡi. Ngô Bình nói, 2 triệu không phải thấp, như vậy đi, tôi không trả giá với cậu, mua lại kim giác với giá 2 triệu, rồi tặng cậu một con ngựa thế nào? Thiếu niên vui mừng, tốt quá rồi. Anh lập tức lấy ra 2 triệu tinh tệ giao cho thiếu niên, sau đó nhảy lên trên lưng trâu, vỗ nhẹ nói, kim giác, chúng ta đi thôi. Kim giác này lớn lên cùng với thiếu niên, tình cảm sâu đậm, nhưng dường như nó biết đã xảy ra những gì, nhìn chủ nhân nhỏ một lúc rồi khẽ kêu một tiếng, như đang từ biệt với cậu ấy. Thiếu niên hai mắt đẫm lệ, vẫy tay với trâu trắng. Ngô Bình ngồi trên trâu trắng, để mặc nó di chuyển không nhanh không chậm. Đi một đoạn anh lại cúi người ngửi mùi hương trên người trâu trắng, cười nói, kim giác, có phải ngươi từng ăn dược liệu gì đặc biệt không? Trâu trắng như không nghe hiểu anh đang nói gì cũng không phản hồi. Vì vậy Ngô Bình lấy một gốc dược liệu của vũ trụ chính, vươn tay để trước mũi trâu. Trâu trắng chợt khựng lại nhìn dược liệu rồi mở miệng ăn. Ngô Bình, ăn ngon không? Trâu trắng vừa nhai vừa nói, anh muốn hỏi gì? Ngô Bình, ngươi và thiếu niên kia từng nói chuyện chưa? Trâu trắng, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, cũng không có gì để nói. Ngô Bình, mùi hương trên người ngươi chứng tỏ ngươi thường dùng đan dược. Một con trâu mà lại có thể ăn được đan dược, chuyện này rất kỳ lạ. Trâu trắng, chúng ta nói chuyện, không thể để người khác nghe được. Ngô Bình nhìn Phương Phương bên cạnh, nói, tôi có thể để cô ấy cách xa chút. Phương Phương rất hiểu chuyện, cười nói, công tử, tôi đi đến phía trước trước. Nói xong, cưỡi ngựa đi trước, kéo giãn khoảng cách. Trâu trắng nói, dạ dày tôi có một hồ lô, bên trong có đan dược dùng mãi không hết. Ngô Bình trừng lớn mắt, đan dược dùng không hết. Trâu trắng, đúng, mỗi lần tôi lấy ra một viên thì vài ngày sau sẽ lại xuất hiện một viên. Ngô Bình, đan dược cùng loại sao? Trâu trắng, ừ, đan dược cùng loại. Bởi vì tôi dùng quá nhiều, nên đan dược này không còn hiệu quả gì với tôi cả. Ngô Bình, đan dược có tốt hơn nữa cũng không thể ăn như cơm bữa. Tại sao ngươi không đổi đan dược thành thứ khác? Trâu trắng, tôi chỉ là một con trâu mà thôi, một khi bị người khác biết đến bí cảnh này, anh cảm thấy tôi có thể sống được nữa không? Ngô Bình gật đầu, cũng đúng. Rất có khả năng anh sẽ bị giết chết, hồ lô thì bị người ta cướp đi. Trâu trắng, nếu không phải anh nhìn thấu tôi thì tôi cũng sẽ không nói chuyện với anh. Ngô Bình, ngươi có thể tin ta. Trâu trắng im lặng mấy giây rồi nói, cha tôi là một linh thú đến từ vũ trụ chính. Chủ nhân của ông ấy rất lợi hại, là một cao thủ đạo cảnh cấp 7. Ngô Bình, đạo cảnh tầng 7. Trâu trắng, chủ nhân của cha, bị mấy cao thủ liên hợp lại hại chết. Trước khi chết, đã dùng đại thần thông đưa cha tôi đi, cũng bỏ một bảo bối vào trong dạ dày cha tôi. Ngô Bình, cha anh đi đến nơi này. Trâu trắng, đúng vậy. Cha tôi mang theo bảo bối kia, xuất hiện ở vũ trụ Minh Cổ, rồi cùng mẹ tôi sinh ra tôi. Ngô Bình, cha mẹ ngươi đâu rồi? Trâu trắng cúi đầu, ánh mắt đầy thù hận, có một ngày, một nhà chúng tôi đang ăn cỏ trong rừng. Cha tôi đột nhiên rất sợ hãi, ông ấy bảo tôi chạy mau, còn bảo tôi nuốt hồ lô xuống. Tôi liều mạng chạy mười mấy dặm, thì thấy trời đã tối, một bàn tay tối đen vồ xuống, cha tôi đã không thấy đâu. Ngô Bình, hồ lô này là bảo bối của chủ nhân cha ngươi sao? Trâu trắng, ừ, tên nó là Vạn Hóa Thần Hồ. Ngô Bình, Vạn Hóa Thần Hồ, nghe rất đặc biệt. Trâu trắng, Vạn Hóa Thần Hồ có thể phục chế được bất kỳ thứ gì? Ngô Bình trừng lớn mắt, phục chế bất kỳ thứ gì? Trâu trắng gật đầu, đúng vậy. Nhưng thứ càng quý báu thì thời gian phục chế càng dài, tỷ lệ thành công cũng càng thấp. Ngô Bình, tỷ lệ thành công. Nói như vậy, cũng không phải mỗi lần phục chế đều sẽ thành công. Trâu trắng, ừ, phục chế thất bại, thì đồ được phục chế sẽ biến mất. Đồ quý giá một chút, thì tỷ lệ phục chế thành công là bao nhiêu? Đây là vấn đề mà anh quan tâm. Trâu trắng, đồ vật không giống nhau, tỷ lệ thành công cũng khác nhau,
không thể gộp chung được. Ngô Bình bỗng cảm thấy, vạn hóa thần hồ này rất có khả năng là một cái bẫy. Châu Trắng, tôi có thể đưa bảo bối kia cho anh thử. Ngô Bình, người tin ta vậy sao? Châu Trắng, thực lực của anh, chắc chắn vượt xa tôi, anh muốn bảo bối của tôi, thì giết tôi là đoạt được rồi. Ngô Bình khẽ cười, người đúng là thông minh. Châu Trắng, tôi đưa đồ cho anh, nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm cho an toàn của tôi, cho đến khi tôi trưởng thành. Ngô Bình vỗ lưng nó, không vấn đề, những chuyện này tôi đồng ý. Vì thế Châu Trắng vươn cổ, nhổ ra một hồ lô bằng da màu vàng kim có hai ngạnh cao, bề mặt còn có hoa văn huyền ảo. Ngô Bình nhận lấy hồ lô, lau sạch dịch dạ dày trên bề mặt, sau đó khẽ lắc, bên trong hồ lô phát ra tiếng động, chứng tỏ bên trong có một viên đan dược. Anh mở nắp hồ lô đổ ra, lập tức có một viên đan dược rơi ra. Ngô Bình đánh giá đan dược này, khẽ ngửi, sau đó nuốt vào bụng. Rất nhanh sau đó, một luồng năng lượng kỳ lạ lan ra trong thân thể anh, rất có ích cho thể chất của anh. Mắt anh sáng lên, nói, đan dược này không tệ. Châu Trắng, tôi ăn ngấy rồi, anh có đan dược khác nào bỏ vào không? Ngô Bình cười nói, người muốn nó phục chế thứ gì thì đều bỏ thẳng vào trong hồ lô sao? Châu Trắng, chẳng lẽ còn có cách khác? Ngô Bình nói, đương nhiên có. Đây là một pháp bảo đấy. Nhưng trước khi ta thi triển thì phải luyện hóa mới được. Châu Trắng, còn phải luyện hóa sao? Tôi cứ nghĩ bỏ đồ vào trong là được. Ngô Bình cạn lời, nói, vậy nếu là thứ đồ gì lớn thì anh bỏ vào thế nào? Châu Trắng, đạp vỡ rồi bỏ vào, ví dụ như thứ đồ tôi thích ăn chẳng hạn. Ngô Bình lập tức lắc đầu, nói, đồ này sau khi luyện hóa xong, có thể hấp thụ núi sông trời trăng, chứ không chỉ là chút đồ mà ngươi ăn. Châu Trắng trừng lớn mắt, lợi hại vậy sao? Ngô Bình, được rồi, chúng ta đi nhanh trước đã. Hiện tại tu vi của tôi vẫn chưa cao, vẫn không thể luyện hóa nó. Một người một châu đi đến chỗ Phương Phương rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Châu Trắng chạy nhanh hơn cả ngựa, lúc trạng vạng tối, hai người một châu đã đến ven rừng khói độc, vẫn đến chỗ trấn nhỏ kia. Ở trấn nhỏ có nhà nghỉ, Ngô Bình đi vào nhà nghỉ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm trước. Sáng hôm sau rồi lại tiến vào rừng khói độc. Nhà trọ khá an toàn, bởi vì ông chủ nhà trọ có đủ thế lực lớn mạnh, vì vậy không ai ở đây đến gây chuyện, Ngô Bình có thể yên tâm tu luyện. Lúc trước, anh đã luyện được chân lực loại thứ nhất, hiện tại đã dung hợp toàn bộ chân lực hình thành từ thiên khiếu với thân thể, sinh ra chân lực loại thứ hai. Chân lực thiên khiếu và chân lực từ địa khiếu, một âm một dương, mỗi loại có tác dụng riêng. Hai bên đồng thời ngưng tụ, thực lực Ngô Bình thoáng chốc đã nâng cao rất nhiều. Thế nhưng, anh còn có 12 loại linh lực chủ khiếu, toàn bộ đều từ vũ trụ chính, anh cũng muốn luyện hóa bọn chúng, hình thành 12 loại chân lực mạnh hơn. Thế nhưng, sau khi luyện được chân lực, giây tiếp theo chính là chia tách âm dương. Chia tách âm dương này phải luyện ra thuộc tính âm dương của chân lực. Đúng lúc Ngô Bình đã có hai loại chân lực thiên khiếu và địa khiếu. Đương nhiên bước này cũng rất dễ dàng, hoàn thành nhanh chóng. Khi chân lực đã có âm dương thì có thể thi triển linh kỹ vô cùng lợi hại, vì vậy cũng đạt được cảnh giới luyện khí cấp tiếp theo, linh phù. Linh phù, chính là ngưng tụ hai loại linh lực khác nhau thành linh phù đặc biệt, bình thường có thể tích lũy linh phù. Lúc sử dụng thì có thể đưa linh phù ra, chớp mắt sẽ hình thành linh kỹ tấn công cực kỳ mạnh. Muốn tu luyện linh phù, Ngô Bình cảm thấy linh lực bản thân có được còn quá ít. Anh lại tiếp tục hấp thụ 12 loại linh khí trong chủ khiếu. 12 loại linh khí này có thuộc tính của riêng mình, mỗi loại đều có thể thi triển được linh kỹ mạnh mẽ. Tuy Ngô Bình chưa có sẵn linh kỹ, nhưng dựa vào kinh nghiệm tu hành và trí tuệ võ đạo của anh thì có thể dễ dàng tự sáng tạo ra. Trời vừa sáng, anh đã hấp thụ được 12 linh lực chủ khiếu, ngưng tụ thành 12 chân lực, đồng thời dung hợp mỗi loại chân lực với một loại linh kỹ bản thân tự sáng tạo. Thế nhưng, anh vẫn chưa ngưng tụ linh kỹ thành linh phù, bước này vẫn cần thêm thời gian. Anh và Phương Phương ăn chút thức ăn, rồi để cô và Châu Trắng ở nhà nghỉ, sau đó một mình anh tiến vào rừng khói độc lần thứ hai. Lúc ra khỏi trấn nhỏ, anh nhìn thấy không ít dân nghèo xung quanh chạy đến xin ăn, một đám trẻ con cầm theo cái bát bể đến xin ăn. Ngô Bình vừa xuất hiện đã có mười mấy người vây quanh. Nếu là người khác, lập tức đã đuổi đi rồi. Còn anh lại lấy ra một nắm tinh tệ,
bỏ vào từng bát 10 đồng. Tiền này đủ cho những đứa trẻ ăn no được mấy bữa rồi. Đám trẻ vui mừng, bình thường bọn chúng căn bản không có được tinh tệ, đều chỉ là một ít đồng lẻ, hôm nay ai cũng vui mừng nhảy cẫng, lần lượt cảm ơn. Ngô Bình cười nói, đừng tranh giành, nói rồi lại đi về phía khói độc. Lần này lại đi vào rừng khói độc, anh đã có kinh nghiệm, trực tiếp đi vào. Mà khói độc vừa tiếp xúc với chân lực bảo vệ thân thể anh thì lập tức tan thành mây khói. Anh vừa vào khu vực khói độc, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Anh đứng lại, nghiêng đầu nhìn người đi đến. Đây là một cô bé khoảng chừng 17 tuổi, cao nhất là 18, vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cả Phương Phương, xinh đẹp động lòng người, tựa như tiên tử trong tranh, mặc váy dài màu tím, tóc dài búi thành hai búi, gắn hoa vàng lên trên. Cô ấy như có chút cảnh giác, không dám tiến đến quá gần, nói, công tử, chúng ta có thể làm bạn đồng hành không? Ngô Bình đương nhiên không muốn kết bạn cùng người khác, dù sao bớt đi một người cũng bớt đi rất nhiều rắc rối, nhưng thấy cô ấy đáng thương như vậy, gương mặt xinh đẹp có chút bất lực, anh khẽ nhíu mày, hỏi, chúng ta vốn không quen biết, tại sao cô muốn kết bạn với tôi? Cô gái, mấy cậu bé xin ăn bên ngoài rất đáng thương, đều là trong nhà mất đất. Chỉ có thể ra ngoài ăn xin để sống, nhưng tu sĩ bình thường căn bản sẽ không quan tâm đến bọn chúng. Mà công tử tâm lương thiện, không những cho bọn họ tiền, ánh mắt nhìn bọn chúng cũng thương xót, vì vậy tôi nghĩ công tử là người tốt. Người tốt, từ này đã lâu rồi Ngô Bình chưa từng nghe đến, anh cười nói, cô rất đơn thuần, cũng rất thông minh. Cô gái hỏi, vậy công tử có đồng ý kết bạn cùng tôi không? Ngô Bình hỏi, tại sao cô muốn đi vào rừng khói độc? Cô gái nói, chị tôi trúng độc, cần hai loại linh dược trong rừng khói độc để trị liệu. Linh dược rất quý, tôi mua không nổi, chỉ đành mạo hiểm kiếm thuốc. Nhưng tu vi tôi thấp, cũng không có kinh nghiệm, cần công tử giúp đỡ. Ngô Bình thản nhiên nói, nhưng tại sao tôi phải giúp cô? Cô gái cúi thấp đầu, tôi cảm thấy có lẽ công tử sẽ giúp tôi. Ngô Bình quay người, nói, đi sau lưng tôi, đừng cách quá xa. Cô gái vui mừng, cảm ơn công tử. Đi vào trong rừng khói độc, Ngô Bình lập tức lấy ra một ít đan dược cho bảo cô ấy uống, nói, ngay cả phòng độc, cô cũng không có đan dược tránh độc, một mình đi vào cũng chẳng khác nào tìm đường chết. Cô gái khẽ thở dài, tôi cũng hết cách rồi. Ngô Bình tiếp tục đi lên trước, hỏi cô tên gì? Cô gái, công tử, tôi tên Chu Thiên Mi. Ngô Bình, Chu Thiên Mi, chị cô bị trúng độc gì? Cần phải có linh dược gì trị thương? Chu Thiên Mi, độc hóa cốt, mới đầu chúng độc sẽ chuyển sang màu đen, sau đó dần dần thì thối rữa, quá trình phát độc cực kỳ đau đớn. Thời gian của chị tôi không còn nhiều nữa, tôi nhất định phải mau chóng tìm được thuốc giải. Ngô Bình lại hỏi vài bệnh trạng, trong lòng thầm tính toán, nói cô không cần lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm được thuốc. Chu Thiên Mi vui mừng, cảm ơn công tử, sau đó lại bước nhanh hơn. Đi đến phía sau góc trái Ngô Bình, cách chừng 2-3 bước. Cô ấy kinh ngạc phát hiện, càng lại gần Ngô Bình, khí độc càng loãng hơn, vì thế dần dần cô ấy gần như đi lại gần Ngô Bình, cứ như vậy, gần như không còn cảm nhận được khí độc. Chưa đi được mấy bước, Ngô Bình đã tìm được mấy gốc dược liệu. Nửa tiếng sau, anh đã thu được mười mấy loại dược liệu, sau đó tìm một khu đất trống, bắt đầu luyện đan. Nhìn thấy anh luyện đan, Chu Thiên Mi rất ngạc nhiên, công tử là thầy luyện đan sao? Ngô Bình, biết một chút, hiện tại tôi luyện chế vài viên đan dược giải độc cho cô, quay về cô đưa cho chị cô dùng, một viên uống, một viên bỏ vào bồn tắm nước nóng. Cứ làm như vậy hai ngày sẽ hồi phục. Chu Thiên Mi vui mừng, tốt quá, cảm ơn công tử. Ngô Bình bình thản nói, không cần cảm ơn, em gái tôi và cô cũng ngang tuổi nhau, con bé tên Tiểu Mi. Chị cô chắc cũng gọi cô là Mị đúng không? Tên hai người rất giống. Chu Thiên Mi khẽ gật đầu, vâng, công tử, tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Ngô Bình khẽ cười, không nghĩ nhiều, tiếp tục luyện đan. Chẳng mấy chốc, anh đã luyện chế được 6 viên đan dược giải độc, đan dược màu xanh lá nhạt, có mùi hương thoang thoảng. Anh đưa thuốc giải độc cho Chu Thiên Mi, nói, bây giờ tôi đưa cô ra ngoài, mau chóng đưa thuốc giải cho chị cô. Nói xong, Chu Thiên Mi bỗng cảm thấy eo mình được Ngô Bình ôm lấy, sau đó cô ấy đã bay lên không, nhanh chóng bay ra khỏi tầng sương mù khói độc. Không lâu sau, cô ấy đã ở ven bìa rừng.
Sau khi đáp đất, Ngô Bình thả lỏng tay, cười nói, tiểu mị, quay về đi. Nói xong, lại bay về rừng khói độc, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Chu Thiên Mi ngây ngốc nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng Ngô Bình đã chẳng thấy đâu. Cô ấy cắn môi, khẽ nói, công tử, tôi nhất định sẽ quay lại báo đáp anh. Ngô Bình quay về chỗ cũ, đem theo linh khuyển tiếp tục thăm dò phía trước. Lần này, anh chỉ đơn giản tìm tòi dưới đất, bởi vì mục đích lần này là sâu trong rừng khói độc, trong đó có nhiều dược liệu quý hơn. Lúc này, anh đã đến sâu bên trong rừng khói độc, đi tiếp vào một đoạn, thì có thể tiến vào khu vực trung tâm rừng khói độc. Rừng khói độc được chia thành 3 khu vực, lần lượt là khu vực bìa rừng. Đa số mọi người chỉ dám hoạt động trong khu vực bìa rừng, vì vậy dược liệu trong khu vực bìa rừng phần lớn đã được thu thập, không còn như nhiều năm trước nữa, có vào linh dược thậm chí đã bị hái đến tuyệt chủng. Đi tiếp vào trong, là khu vực giữa. Nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều côn trùng độc, còn có dã thú dữ đáng sợ. Có thể nói, mức độ nguy hiểm gấp khu vực bìa rừng 10 lần. Từ khu vực giữa đi sâu vào trong chính là khu vực trung tâm. Diện tích khu trung tâm chỉ chừng 1/5 cả khu rừng, nhưng nó lại được xem là khu cấm. Rất nhiều cao thủ cảnh giới thần thông, nếu không cần thiết thì chắc chắn sẽ không bước chân vào khu trung tâm. Khu trung tâm cực kỳ nguy hiểm, nghe nói bên trong có một vài thứ cổ xưa và thần bí, căn bản không phải nơi mà người bình thường có thể tìm kiếm được. Thậm chí thế lực lớn như Huyền Minh giáo cũng rất ít khi cử người vào khu trung tâm hái thuốc. Lần này, Ngô Bình cũng không định phải tiến vào khu trung tâm, có thể đi dạo ở khu giữa cũng không tệ, dù so dược liệu nơi này cũng nhiều hơn, người hái thuốc cũng ít. Anh tìm một gốc cây đại thụ, trong cây có một hang động. Lúc này, vốn có một con gấu lớn đang nghỉ ngơi bên trong, nhưng bị anh đánh chạy, chiếm lấy hang ổ của gấu lớn. Anh ngồi xếp bằng trong hốc cây, bắt đầu tu luyện linh phù. 12 loại linh khí chủ khiếu, có một loại linh khí có tính chất rất đặc biệt, nó có thể tăng cường thể chất, chống lại độc tố, chính là thứ mà anh cần nhất lúc này. Sở dĩ khu vực trung tâm nguy hiểm, là vì khí độc của nó càng độc hơn, trùng độc cũng đáng sợ hơn. Nếu không có năng lực kháng độc mạnh thì người có mạnh hơn tiến vào cũng chắc chắn chết. Vì thế, Ngô Bình dùng linh khí làm cốt lõi, tạo ra một loại linh phù tiêu độc. Linh phù này có màu xanh, to bằng ngón tay cái. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, thì ngưng tụ thành 12 linh phù tiêu độc, sau đó tu luyện loại linh phù thứ hai. Loại linh phù thứ hai là dùng để bảo vệ tính mạng, gọi là độn phù vô ảnh. Linh phù này vừa được thi triển, Ngô Bình chớp mắt đã xuất hiện cách đó mấy dặm, thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng, anh lại tu luyện loại linh phù thứ ba, linh phù kiếm thần. Đương nhiên, loại linh phù kiếm thần này có thể dùng để giết chết kẻ địch, lúc thi triển thì sẽ phát ra một luồng kiếm quang, tấn công kẻ địch, nhanh như chớp. Tu luyện ba gia loại linh phù thì đã là buổi trưa ngày thứ hai. Ngô Bình ăn chút đồ, rồi chính thức tiến vào khu trung tâm rừng khói độc. Khi anh dần dần đi vào khu trung tâm thì có thể cảm nhận được rõ, khói độc nơi này trở nên rất nặng nề, chân lực bảo vệ thân thể anh cũng chỉ có thể đẩy lùi. Chưa đi được mấy bước, một đám muỗi độc đã bay đến. Những con muỗi độc này có đầu nhỏ chừng hạt đậu, dài bằng bàn tay, bay rất nhanh. Nhìn thấy muỗi độc, Ngô Bình lập tức dùng chân lực, những con muỗi này vừa lại gần anh thì đã bị tấn công, nổ tung trên không. Anh tiếp tục đi vào. Không bao lâu đã cảm nhận được linh khuyển đang run rẩy. Anh cảnh giác trong lòng, quỳ xuống hỏi, xung quanh có thứ gì đáng sợ sao? Linh khuyển tuy sợ hãi, nhưng vẫn đi lên mấy bước, đứng trước người Ngô Bình, sủa về một hướng. Ngô Bình xoa đầu nó nói, đừng sợ, có ta ở đây. Rầm, một cây cổ thụ ngã xuống, để lộ một hang động u tối. Hang động dài hơn 2 mắt, từ bên trong có một con rết khổng lồ bò ra. Mắt to như đèn lồng, râu dài đến hơn 10 mét, cả người đỏ đậm, sáng bóng. Miệng nó phun ra một làn khói đen, chớp mắt đã lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình không tránh né, đánh ra một chưởng đã đánh tan khói độc, thổi ngược về phía con rết. Con rết thấy tấn công bất thành, nó kêu rít lên, rồi lao mạnh về phía Ngô Bình. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, ngay cả linh phù kiếm thần anh cũng không dùng đến, cầm một thanh trường đao nghênh chiến. Anh và con rết vừa va chạm thì cúi người xuống, xuất đao. Phù! Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên,
Đầu con rết khổng lồ đã bị anh chém bay, trong ngực phun ra khói độc, rất nhanh đã tràn ngập xung quanh cả mấy dặm. Ngô Bình vội túm lấy linh dược cho linh khuyển nuốt xuống, bản thân cũng ăn một ít, để tránh bị khói độc tổn thương. Giết chết con rết, linh khuyển bỗng lao về phía thi thể con rết mà sủa. Ngô Bình cảnh giác, anh kéo con rết ra, hỏi, bên trong có đan dược. Linh khuyển gật đầu, chạy vào bên trong. Ngô Bình vội đuổi theo, một người một chó nhanh chóng đi sâu vào trong hang động. Nơi này là một không gian rộng lớn, ít nhất cũng trên 1000 mét vuông. Ngay chính giữa, có một khu đất màu tím, lúc này trong khu đất có 3 gốc linh chi màu đỏ, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Ngô Bình sáng mắt, anh ngắt một ít linh chi bỏ vào miệng. Bỗng chốc, một luồng dược lực đã tỏa ra, sắc mặt anh bỗng đỏ lên, máu huyết sôi sục, giống như đã uống thuốc cả 3 ngày vậy. Không tệ, linh chi này, ít nhất cũng là linh dược cấp 10. Anh vội đào 3 gốc linh chi lên, cẩn thận bỏ vào, sau đó đưa linh khuyển quay về mặt đất, tiếp tục tìm linh dược. Linh dược khu trung tâm quả nhiên rất nhiều, một buổi chiều anh đã hái được 7 gốc linh dược cấp 6 trở lên, còn chưa tính linh chi là linh dược cấp 10 kia. Đến khi trời tối, anh đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, cho linh khuyển ăn, phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân, 3 người đàn ông đi ra. Ngô Bình cũng không tránh né, chỉ đứng tại chỗ. Anh phát hiện, trong 3 người này, có 2 người là cảnh giới luyện khí, 1 là cảnh giới thần thông. Tu sĩ cảnh giới thần thông kia, trông khoảng 40 tuổi, sau khi đến gần, anh ta quét mắt nhìn Ngô Bình, 2 người còn lại bên cạnh rối phương cười nói, vận khí không tệ, chúng ta gặp lại có người dâng thuốc tận cửa rồi. Ngô Bình hơi chau mày, rõ ràng mấy người này không có ý tốt. Một người đàn ông cảnh giới luyện khí cười rồi nói với Ngô Bình, người anh em, cậu có thể đến được khu vực trung tâm chắc đã hái được không ít thuốc nhỉ. Đem ra cho bọn tôi xem thử. Ngô Bình bình thản đáp, tôi có hái được thuốc hay không cũng không liên quan gì đến các anh. Người đó cười ha ha, nói, đương nhiên là có liên quan rồi, nếu cậu hái được nhiều thuốc tốt thì chúng tôi có thể giữ lại mạng cho cậu. Nếu thuốc của cậu không đáng giá thì sẽ được chết sớm để đầu thai. Ngô Bình chớp mắt, các anh muốn cướp thuốc của tôi sao? Mặt người đó sầm xuống, không sai. Âm thanh vang lên như tiếng pháo nổ, Ngô Bình bất ngờ hành động, đấm người đàn ông đó văng ra rồi đến trước mặt cao thủ cảnh giới thần thông chỉ trong tích tắc. Trước mặt cao thủ cảnh giới thần thông bỗng xuất hiện tấm lá chắn, bảo vệ anh ta ở giữa. Âm. Ngô Bình đấm liên tục 3 đấm, đấm thứ nhất không khiến lá chắn có biến đổi gì, đấm thứ hai khiến các lá chắn rạn nứt. Đấm thứ 3 thì tất cả các lá chắn đều vỡ vụn. Nắm đấm của anh đập lên ngực tu sĩ cảnh giới thần thông. Rắc rắc. Ngực anh ta móp vào, tim và phổi đều dập nát, mắt trợn dọc, ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi đến tột độ. Anh ta chỉ kịp thốt ra một chữ thì đầu đã quẹo qua và chết ngay tại chỗ. Ngô Bình giết chết tu sĩ cảnh giới thần thông thì mới nhìn sang tu sĩ luyện khí cuối cùng. Người đó đã sợ đến ngây người, miệng lẩm bẩm. Người run bần bật, mặt tái mét. Ngô Bình, các anh chuyên cướp dược liệu của người khác sao? Đúng vậy, anh ta run run đáp, đừng giết tôi. Rắc rắc. Ngô Bình chưởng nát đầu anh ta, sau đó bắt đầu lục soát 3 người họ. Trên người 2 tu sĩ luyện khí chỉ có một ít đồ vật vãnh, không đáng tiền. Có điều trên người của tu sĩ cảnh giới thần thông đó thì lại có một túi chứa đồ. Sau khi mở ra Ngô Bình phát hiện có cả 100 cây linh dược, loại tệ nhất cũng là linh dược cấp 5, loại tốt nhất là linh dược cấp 10. 3 người này không biết đã hại chết bao nhiêu người mới cướp được nhiều linh dược thế này, anh cất túi chứa đồ rồi tiếp tục đi về phía trong. Anh đi được một đoạn thì phát hiện đất ở xung quanh biến thành màu tím, còn tỏa ra mùi hương nhẹ. Anh đưa tay ra bốc một nắm đất lên thì phát hiện đấy là linh nhưỡng. Linh nhưỡng là môi trường sinh trưởng tốt nhất của linh dược xung quanh mọc rất nhiều, đâu đâu cũng có. Có điều Ngô Bình lại thấy căng thẳng, linh dược ở đây nhiều như vậy nhưng sao lại không có ai hái. Chỉ có một khả năng là chỗ này cực kỳ nguy hiểm. Thế là anh từ từ cúi thấp người, sau đó chậm chậm lùi về sau, định rút khỏi vùng đất đó. Lúc chân anh còn cách mép linh nhưỡng chỉ còn mấy mét nữa thì bên dưới mặt đất bỗng có vô số sợi râu màu tím vươn lên, quấn chặt lấy 2 chân anh, rồi nhanh chóng vươn lên phía trên cơ thể, bọc chặt lấy anh. Ngô Bình kinh ngạc,
cố hết sức giãy giụa nhưng những sợi râu đó lại chắc lạ thường, có làm thế nào cũng không thoát ra được. Lúc này bên trên rễ bỗng xuất hiện vô số gai nhọn, đâm thủng da anh, truyền dịch độc làm người anh. Ngô Bình liền dùng linh phù trị độc, một luồng sáng xanh liền bộc phát trong cơ thể anh. Luồng sáng xanh khắc chế độc tố, những sợi râu đó cứ như chạm phải điện, lập tức rút khỏi cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình bực bội, hai chân toát ra rất nhiều ánh sáng xanh, truyền vào trong lòng đất, mặt đất như bốc hơi, vô số sợi râu bay ra, tập hợp lại trên không trung tạo thành một quái vật cao mười mấy mét vừa giống người vừa giống khỉ, được tạo ra hoàn toàn từ sợi râu. Ngô Bình ngưng tụ chân lực, đấm về phía con quái vật, nắm đấm toát ra ánh sáng màu xanh, đập lên đối phương như một quả đạn pháo. Một tiếng kỳ quái vang lên, các sợi râu bỗng bốc cháy, tạo nên ngọn lửa màu xanh. Sau khi ngọn lửa tắt, những sợi râu đó liền biến thành màu vàng kim, rồi giã ra thành sợi như tơ, từ từ rơi xuống. Ngô Bình bắt lấy một sợi tơ, cảm giác như nó có sinh mệnh, chỉ là không có ý thứ thôi. Anh giật mình, truyền chân lực vào trong thì bỗng dưng những sợi tơ đó liền sống dậy. Mắt anh sáng lên, anh vung tay, tất cả các sợi tơ đều quấn lên người anh, tự dệt thành một chiếc áo giáp màu xanh ánh kim rất đẹp. Anh lẩm bẩm, thứ này thật thần kỳ, vô cùng chắc, còn có ý thức nữa. Tiếp ngay đó, tất cả các sợi tơ lại biến hóa trở lại, dệt thành một chiếc áo khoác rất đẹp, khoác bên ngoài áo anh, cảm giác và chất lượng đều tốt hơn nhiều loại trước đây của anh. Khá lắm, sau này không cần thay quần áo nữa. Hai mắt anh sáng lên, anh cất các sợi tơ vào rồi đi vào trong linh nhưỡng. Trong phạm vi linh nhưỡng màu tím, có rất nhiều linh dược. Bình dân hay cao cấp gì cũng có. Hơn nữa, không chỉ có một con quái vật bằng sợi râu, nhưng vì Ngô Bình mặc áo khoác được đan từ râu quái vật nên các quái vật nhầm anh là đồng loại, không tấn công anh nữa. Anh đi được vài bước thì gặp một loại linh dược cấp 6, anh lập tức hái nó. Chỉ một lúc anh đã hái được mấy chục cây. Lúc này, bên ngoài linh nhưỡng xuất hiện mấy tu sĩ, họ nhìn thấy cảnh đó thì đều bất ngờ. Mau nhìn kìa, trong cấm địa chết chóc có người. Đám người đó đua nhau nhìn qua, thấy Ngô Bình đang hái thuốc thì ai cũng nóng mắt. Kỳ lạ, sao quái vật bên trong lại không tấn công anh ta? Lẽ nào các quái vật đều không có ở đó sao? Một tu sĩ thấp bé hạ giọng nói. Một người cao hơn nói, không thể nào, cấm địa chết chóc đó đã tồn tại rất nhiều năm rồi, chưa từng nghe nói đến việc quái vật nghỉ ngơi. Người thấp bé nói, nhưng rõ ràng anh ta không sao cả. Hơn nữa, trên người anh ta còn toát ra chân khí, chắc chỉ là một tu sĩ luyện khí. Đến cả tu sĩ luyện khí cũng không sao, vậy chúng ta sợ gì chứ? Anh ta vừa nói vừa mạnh dạn bước một chân vào linh nhưỡng, sau đó đợi vài phút nhưng chẳng có phản ứng gì, mắt anh ta sáng lên, anh ta mạnh dạn tiếp tục tiến vào trong. Anh ta tiến từng bước một, đi được mười mấy bước nhưng vẫn không có vấn đề gì, anh ta lập tức vẫy tay với những người phía sau và lớn tiếng gọi. Không sao cả, mau đến hái thuốc đi. Hai trong số những người còn lại gan dạ hơn, bị thu hút bởi linh dược nên tiến vào linh nhưỡng, những người khác khá thận trọng, quyết định đợi thêm một lúc nữa. Lúc này Ngô Bình phát hiện đám người đó thì vội phất tay, nói, đừng vào đây, nguy hiểm. Người thấp lùn cười khẩy, nói, nhóc con, cậu muốn độc chiếm một mình số linh dược này à, mơ đi. Anh ta vừa nói vừa khom người hái thuốc. Lúc này ba người họ đã vào trong linh nhưỡng, bắt đầu phấn khởi hái thuốc. Ngô Bình thở dài, lắc đầu. Chính vào lúc đó, mặt đất bỗng có vô số sợi râu vươn ra, lập tức quấn chặt lấy ba người đó. Gai nhọn đâm vào cơ thể họ, truyền độc tố vào trong. Ba người giật mình, cố sức giãy giụa và kêu cứu nhưng không có tác dụng gì, chưa đến 10 giây, cơ thể của ba người đó đã biến thành màu đỏ tím, thất khứu chảy ra chất dịch màu tím, thấm vào trong đất. Bây giờ Ngô Bình mới hiểu, linh nhưỡng hình thành bằng cách nào. Những người bên ngoài kinh sợ tái mặt, may mà mình không bồng bột vào trong. Ngô Bình cũng không quan tâm đến họ, tiếp tục hái thuốc, từ từ khuất khỏi tầm mắt của những người đó. Lúc này, anh nhìn thấy một cây ăn trái màu vàng, xung quanh không có linh dược mọc. Cây cao tầm 1 mét, bên trên có 5 quả, cũng có màu vàng. Anh đã đọc rất nhiều sách dược nên vừa nhìn là nhận ra ngay đó là linh dược cấp 12, quả kim thân, nó là loại linh dược cao cấp nhất anh gặp trong rừng tính đến hiện tại. Anh cẩn thận hái một quả kim thân,
ngửi thử trước rồi cắn một miếng, cảm nhận dược lực của nó. Dược lực thay đổi cơ thể anh, nâng cao tinh thần của anh kỳ diệu không thể tả. Trong sách dược có ghi ăn quả này vào thì có thể có được kim thân bất hoại. Vài phút sau, anh mỉm cười, lầm bầm, thuốc quý hiếm có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.